Chương 1800, sàng tuyển. Nếu Đinh Khiếu Trần biết Lăng Hàn, nữ hoàng chỉ tùy ý bộc lộ, tiềm lực thật sự hơn xa Tam tinh rưỡi thì không biết có biểu tình gì. Nhân viên trách nhiệm lại đứng lên, giao thẻ bài cho Lăng Hàn. "Đậu, số của ngươi là 5574, có lẽ mấy năm nữa sẽ là một mạo đại mới, tạo ra một truyền kỳ mới." Mắt mạo thư ngọc sáng rực nhìn Lăng Hàn từ trên xuống dưới. "Ngươi tên là gì? Từ đâu đến?" Lăng Hàn mỉm cười nói, "Ta tên Lăng Hàn, mới vào Thương Nguyệt Thành." lúc trước luôn ở trong rừng núi, mãi đến không lâu trước trong núi bùng nổ thú triều, toàn thôn chúng ta hoặc chết hoặc tứ tán, nên chúng ta chạy nạn đến Thương Nguyệt Thành. Đây là hắn, nữ hoàng, lôi hỏa đại đế, đại hắc cầu đã thống nhất khẩu cung. Lăng Hàn, đinh khiếu trần đến gần bể nghệ Lăng Hàn, cho ngươi một cơ hội lớn, làm tùy tùng của ta. Đừng nghĩ đây là đang ô nhục ngươi, thật ra biết bao nhiêu thiên tài, cường giả muốn làm tùy tùng của ta nhưng không có cơ hội này. Không phải Đinh Khiếu Trần muốn nâng đỡ Lăng Hàn mà muốn giữ siêu thiên tài cạnh mình, sau đó tùy tiện tìm cách giết chết. Thiên tài đỉnh cấp thương Nguyệt Thành có một mình gã là đủ, gã không cần ai ngang hàng với mình chứ đừng nói là vượt qua. Tất nhiên Lăng Hàn từ chối, không hứng thú, Đinh Khiếu Trần sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, người đừng có được cái mũi lên mặt, Lăng Hàn lười quan tâm, cười nhạt, ha ha, kệ hắn đi, mạo thương ngọc khịt mũi, Đinh Khiếu Trần, bản cô nương cảnh cáo ngươi không được làm bậy ta định giới thiệu người này cho phụ thân, xem phụ thân có hứng thú nhận đồ đệ không. Nếu ngươi có ý đồ gì không nên có thì dù ngươi là người của đinh gia thì phụ thân cũng dám chém ngươi. Ngón tay đinh khiếu trần nhúc nhích, đây là biểu hiện gã rực cháy lửa giật. Đinh khiếu trần nhìn lăng hàn một lúc, nhếch mép cười nhạt. Chỉ là đại cực vị bình thường, dù có tư chất tam tinh rưỡi thì sao? Đinh khiếu trần có ưu thế hơn một tiểu cảnh giới, chẳng lẽ không thể bù đắp tranh lệch về tư chất nửa tinh được sao? tiếp theo sàng tuyển toàn là đao quang kiếm ảnh nếu bị gã giết chết thì sao quy định là quy định đinh khiếu trần không nói gì thêm nhưng trong mắt tràn đầy sát ý lăng hàn thầm bực mình nghĩ nếu hắn có thể lôi ra côn bằng cung làm ra hổ thì tốt rồi gặp kẻ đáng ghét thế này muốn giết liền giết không cần lo bị thế lực sau lưng đối phương trả thù nhưng lăng hàn đã hứa với hồ vũ phải đẩy ngã đinh ra vốn hắn không thích hại lây người khác một gia tộc dù có tiếng xấu đến đâu cũng sẽ có vài người tốt người vô tội nhưng hiện tại Lăng Hàn dứt khoát quyết định rồi, mặc kệ đinh ra nhà ngươi có người tốt không, ta san lật đổ hết. Một nam nhân trung niên mặc kiểu quan quân xuất hiện, người nhận được thẻ hãy tiến lên, bắt đầu sàng tuyển. Nam nhân trung niên quan quân là một đỉnh thánh vương, trong cổ giới có thể nói là cường giả tuyệt thế nhưng tại đây thì chỉ là một quan quân bình thường. Đây còn là vì thương Nguyệt Thành là thành nhất tinh, nếu chạy đến thành nhị tinh, tam tinh chưa biết chừng chỉ có thể làm binh sĩ tầng chót nhất. Hơn 5.000 người tiến tới chân núi, Quan quân đi tới trước một bước, nói, với người hôm nay vượt qua sàng tuyển thì ta sẽ là giáo quan của các ngươi trong 100 năm sắp tới. Ta mặc kệ các ngươi là ai, đến đây, vào tay ta thì các ngươi chỉ là một tên binh, rõ chưa? Hơn 5.000 người đồng thanh kêu lên, rõ, ta tên Đồ Khang, các ngươi có thể gọi ta là Đồ Giáo Quan. Quan quân bổ sung thêm, giờ ta nói quy tắc sàng tuyển, xuất phát từ chỗ này, trèo qua chín đỉnh núi, nơi đó có nhiều huyết ảnh lang, thực lực từ hằng hà cảnh đến sáng thế cảnh các người cần làm là mang một cái đuôi của huyết ảnh lang trở về đồ khang tạm dừng sau đó nói tiếp chỉ có một ngàn người mang về đuôi huyết ảnh lang nhanh nhất mới có tư cách trở thành quân dự bị thương nguyệt quân còn người khác ta không cần biết vì lý do gì đào thải hết trong thời gian này sống chết mỗi người tự chịu trách nhiệm nếu sợ chết thì biến ngay bây giờ cho ta những quy định này thật ra mọi người sớm biết rồi một số người không phải lần đầu tiên tham gia nhưng có một ít lần đầu tiên tới thì thấy do dự cứ tưởng mình không sợ gì, nhưng khi đến một bước này thì vẫn run. Khoảng hơn 300 người bỏ cuộc, còn lại vẫn hơn 5.000 người, tỷ lệ rất cao. Đồ Khang búng tay cái bóc, sau đó ngồi xuống. Vậy, xuất phát đi, dầm dập, hơn 5.000 người lao ra ngoài, lần này sang tuyển chẳng những xem thực lực còn có phần vận may. Như hàng hà cảnh tuy không đấu lại sáng thế cảnh nhưng miễn may mắn gặp huyết ảnh lang hàng hà cảnh thì vẫn có cơ hội trở thành một ngàn người đi đầu. Mạo thư ngọc giữ lời hứa với tay với lăng hàn, nữ hoàng đi theo ta, lăng hàn, nữ hoàng không so đo, đi theo mạo thương ngọc cùng thi triển thân pháp vượt qua rừng núi. Trong cổ giới tốc độ của thánh nhân ngang nhau, trừ phi sáng thế cảnh chuyên tu quy tắc không gian mới nhanh hơn một bậc. Nhưng ở tiên vực thì tốc độ của sáng thế cảnh không đồng đều, lý do là vì quy tắc của tiên vực hoàn thiện, kết cấu thiên địa cực kỳ ổn định, muốn hình thành tốc độ cao phải vượt qua nhiều lực cản khiến tốc độ mỗi sáng thế cảnh bị chênh lệch. Thánh vương chắc chắn mau hơn đại thánh, đại thánh nhanh hơn trung thánh, đương nhiên phép so sánh này không thích hợp với hai yêu nghiệt lăng hàn, nữ hoàng. Mạo thư ngọc không biết điều đó nên nàng chủ động giảm chậm lại, sợ bay hết sức thì lăng hàn, nữ hoàng không theo kịp. Dù vậy tốc độ vẫn rất nhanh, dù sao trong đội chỉ có hơn 300 thánh vương. Cuộc chiến sàng tuyển vào một ngàn hàng đầu là được, thành tích tốt một chút cũng chỉ là để khi tranh giành vị trí đội trưởng thì sớm đứng ra. Với Mạo Thư Ngọc thì chức vụ này chẳng là gì, có thực lực thì sợ gì. Đinh Khiếu Trần đi theo sau bọn họ, bộ dạng như chim ó săn mồi. Mạo Thư Ngọc hơi thả lỏng một cái là Đinh Khiếu Trần sẽ phát động một kích sấm xét giải quyết Lăng Hàn. Nếu Mạo Thư Ngọc không có mặt Lăng Hàn rất vui lòng dụ Đinh Khiếu Trần đến góc hẻo lánh trừ khử tên khốn này, nhưng bây giờ hắn không thể diệt khẩu luôn nàng được. Lăng Hàn giơ ngón giữa hướng Đinh Khiếu Trần, môi mấp máy chửi tục. Ở chung với nhóm đại hắc cầu lâu nếu Lăng Hàn muốn chọc tức người thì thủ đoạn bao la. Đệt mợ nó, mặt Đinh Khiếu Trần đen như than, gã thể nếu Lăng Hàn rơi vào tay mình thì sẽ cho đối phương sống không bằng chết. linh 1801, bầy sói kinh sợ. Hơn 5.000 người vào trong núi rừng như đổ một thau nước vào đại dương, bé nhỏ không đáng kể. Huống chi mỗi người còn phải đề phòng người khác, ước gì cách người khác càng xa càng tốt. Sau lưng ba người Lăng Hàn rất nhanh chỉ còn một mình Đinh Khiếu Trần, một lúc sau gã cũng biến mất. Đinh Khiếu Trần không bỏ cuộc mà là giấu trong bóng tối tùy thời đánh lén. Lăng Hàn cười hỏi, có thể chạy nhanh chút không mạo thư ngọc ngạc nhiên nàng cho rằng đây là tốc độ cực hạn đại thánh có thể làm được mạo thư ngọc đang định hỏi lăng hàn nữ hoàng có muốn chậm chút không dù sao đại thánh không thể luôn giữ tốc độ cực hạn này mãi nhưng lăng hàn hỏi nàng có thể mau hơn nữa không người này đang cố khoe mẽ sao mạo thư ngọc không phải thiên kim thục nữ gì tính nàng nóng như lửa không trả lời nhưng tăng tốc độ lên một bậc mạo thư ngọc chạy một lúc quay đầu lại xem lăng hàn nữ hoàng rất lại đến đâu rồi nhưng khi quay đầu nàng giật nảy mình, lăng hàn nữ hoàng theo sát ngay sau lưng mạo thư ngọc cách có ba trượng. cái này mạo thư ngọc giật nảy mình, tuy nàng biết tư chất của hai người này không tầm thường, một người là nhị tinh dưới, một người là tam tinh dưới nhưng kém hơn một tiểu cảnh giới mà sao hai người theo kịp nàng? các ngươi đều là quái vật sao? nàng không phục, từ từ tăng nhanh hơn nữa. mạo thư ngọc hoảng sợ thấy lăng hàn, nữ hoàng vẫn ung dung đi theo, giữ khoảng cách ba trượng không nhiều không ít cực hạn của các ngươi ở đâu? Mạo Thư Ngọc dốc hết sức tăng tốc độ lên đến đỉnh, nàng hóa thành luồng gió xoáy. Nhưng rất nhanh Mạo Thư Ngọc phát hiện vẫn không thể thoát khỏi Lăng Hàn, nữ hoàng. Không không không, nàng thậm chí không cách nào buộc hai người lộ ra tốc độ cực hạn, vì họ vẫn giữ khoảng cách ba trượng với nàng, ai dám nói đây là tốc độ nhanh nhất của hai người. Mạo Thư Ngọc có thể tăng tốc độ lên thêm chút nữa nhưng đó là bí thuật, chỉ giúp nàng bùng nổ trong thời gian ngắn, vậy thì không có ý nghĩa gì. Vù 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 vù. Ba người tiến lên như bay, Đinh Khiếu Trần theo sau thì co giò cắm cổ chạy nhưng khoảng cách với ba người lăng hàn cứ xa dần. Cuối cùng Mạo Thư Ngọc hoàn toàn mất dấu ba người. Dù ở trong Thương Nguyệt Thành không phải nơi nào cũng bình yên, nơi này có một số yêu thú bản tính dữ dằn, đã khai hóa linh trí nhưng ham mê săn bắt võ giả. Nên chúng nó bị bài xích ra ngoài văn minh võ đạo, đứng ở mặt đối lập với võ giả. Đám yêu thú hung tàn này ở trong một ngọn núi to, Chúng nó không bị đuổi tận giết tuyệt vì dành cho người ta luyện võ, ví dụ như bây giờ. Thường có con chim hoảng hốt bay khỏi rừng cây, tiếng hét thảm vang lên. Có khi là võ giả bị hại, có khi là yêu thú bị oanh giết, đường hẹp gặp nhau ai mạnh thì thắng. Tuy bọn họ chỉ cần leo qua 9 ngọn núi lớn nhưng địa hình trong rừng núi phức tạp, rất khó đi nhanh. Bọn họ mất một ngày mới đến ngọn núi thứ 9, nơi này có huyết ảnh lang. Mạo Thư Ngọc giải thích cho lang hàn, nữ hoàng, hãy cẩn thận huyết ảnh lang là yêu thú quần cư, bình thường một ổ huyết ảnh lang có một lang vương, 4 đến 10 con hộ vệ, cộng thêm từ mấy chục đến trăm bầy sói. Lang vương và hộ vệ đều là sáng thế cảnh đỉnh đại viên mãn. Lang vương có sức chiến đấu kinh người, trùng trong sáng thế cảnh. Lang hàn, nữ hoàng gật đầu, hai người không thèm để mắt đến đàn sói nhưng nghe không mất mát gì. Mạo thư ngọc bổ sung thêm, dù sao chỉ cần một cái đuôi huyết ảnh lang là xong nhiệm vụ, chúng ta không cần vào ổ sói, chỉ cần tìm con nào đi lẻ là được. Lang Hàn cười gật đầu nói, "Được rồi, nhưng bọn họ khá xui, rất nhanh phát hiện ổ sói nhưng bầy sói có cỡ trăm thành viên, hơn 30 con sáng thế cảnh đại viên mãn." Lang Vương khủng bố hơn, Lang Hàn dám chắc dù là Thanh Vũ Thánh Vương, Âu Dương Thái Sơn cũng không đánh lại con Lang Vương này. Một là vì quy tắc, hai là Lang Vương có sức chiến đấu cực mạnh nghiền áp yêu sói khác. Tính cách như Mạo Thư Ngọc đối mặt bầy huyết ảnh lang này cũng không dám coi thường chúng ta canh chừng ở đây đi chắc chắn sẽ có huyết ảnh lang đi lẻ lang hàn liếc mắt qua chợt mắt sáng rực kêu lên tay chỉ hướng ổ sói nương tử nhìn kia nói là ổ sói nhưng thật ra rất đơn giản chỉ có một tảng đá to nhô ra thành không gian che mưa chắn gió lang vương ngồi cao cao trên tảng đá da lông màu đỏ vô cùng uy vũ sau lưng lang vương là tám con sói to hung thần ác sát cùng nó nửa ngồi xổm huyết ảnh lang khác ở dưới tảng đá to có nằm ngủ có chơi đùa Chỗ sâu nhất dưới nham thạch có một gốc thực vật khỏe mạnh sinh trưởng, cách cỡ dặm vẫn ngửi được mùi tươi mát. Mắt nữ hoàng sáng rực, thánh dược, Lang Hàn gật đầu nói, "Chắc là đại thánh dược, Phật Tâm Phục Linh, các ngươi tuyệt đối đừng hành động lỗ mãng." Mạo Thư Ngọc vội nhắc nhở, "Tuy thánh dược tốt nhưng phải biết lượng sức mà làm, nếu đám huyết ảnh lang theo dõi thì chúng ta phải chạy trốn." Không khó sống, nhưng bị đàn sói truy sát thì bọn họ làm sao qua cuộc sàng tuyển được? Mạo Thư Ngọc mới nói câu đó xong, nữ hoàng đã đứng dậy đi hướng bầy sói. Mạo Thư Ngọc tái mặt muốn ngăn nữ hoàng lại nhưng bị Lăng Hàn cản trở. Lăng Hàn nói: "Không sao, để nàng ấy đi đi." Mạo Thư Ngọc trừng mắt Lăng Hàn, "Sao nhà ngươi bạc tình vậy? Nữ nhân kia nhìn liền biết là thê tử của ngươi. Ngươi vì một gốc thánh dược mà trơ mắt nhìn đối phương vào hố lửa, đồ khốn kiếp." Lòng Mạo Thư Ngọc bốc lửa giận thầm nhủ sau này phải giữ khoảng cách với Lăng Hàn, loại người khốn nạn như vậy nàng nhìn đã buồn nôn nhưng cảnh tiếp theo làm mạo thư ngọc trố mắt, nữ hoàng đã giá lâm, bầy sói không hề công kích ngược lại quỳ dạp xuống như biểu đạt kính sợ với nàng. Cái này, mạo thư ngọc rụi mắt, cảnh tượng trước mắt không thay đổi chút nào. Tại sao, mạo thư ngọc tràn đầy khó hiểu, ngơ ngác nhìn nữ hoàng hái thánh dược, cắt đôi ba con huyết ảnh lang. Tuy ba con huyết ảnh lang gào rú nhưng không nổi khùng lên, ngược lại càng nhút nhát hơn. Nữ hoàng xoay người, một bước xinh sen, vóc dáng thất tha. Mạo Thư Ngọc là nữ mà cũng thấy tim đập nhanh. Lang Hàn biết hắn và nữ hoàng tu ra một ngàn vạn ngôi sao mới đột phá sáng thế cảnh, sức chiến đấu nghiền áp tất cả sáng thế cảnh. Cùng là võ giả không cảm ứng được, huyết ảnh lang chỉ biết giết chóc thì đã nhận ra. Chúng nó giết chóc, chúng nó cũng kính sợ cường giả. Nữ hoàng là vương trong vương, nên lang vương ngoan như con chó. Ngược lại vì cường giả chạm trần đến thì đàn huyết ảnh lang không tiếc tử chiến. Bởi vì chúng nó kính sợ vương giả thật sự, chương 1802, cạnh tranh đội trưởng. Thiên tài, vương giả, hai chữ này hay bị lạm dụng, ai biểu hiện xuất sắc chút là sẽ được đặt cho danh hiệu thiên tài, thiên tài nhiều hơn chút là đỉnh cấp, siêu thiên tài. Thật ra trong tiên vực chỉ có một loại người có thể gọi là vương giả. Không biết tiêu chuẩn đánh giá chảm chân, tiên phủ thế nào nhưng ít ra ở tiên cấp thì tu ra hàng hà cảnh cực độ mới xứng là vương giả. Vương giả như vậy rất hiếm, dù là đại giáo đỉnh cấp chỉ có thánh tử, thánh nữ mới làm được nếu là thế lực khác thì đốt nhang mới ra được một người. Nữ hoàng đi về, nhuẩn miệng cười với lăng hàn, giao thánh dược cho hắn. Thứ này có thể trồng trong hắc tháp, khi nào cần dùng thì đào ra. Hiện hắc tháp đã mở ra tầng thứ 6, không tăng tốc độ thôi hóa thực vật sinh trưởng nhưng có thể cho vạn vật sống khỏe mạnh hơn, dược hiệu tốt hơn. Nữ hoàng đưa cho lăng hàn, mạo thư ngọc mỗi người một đuôi sói, sau đó nắm tay lăng hàn cùng đi. Đã hái thánh dược, có đuôi sói rồi, nên về. Mặt mạo thư ngọc chết lặng nhận đuôi sói, trong lòng còn mơ hồ, chỉ có ba chữ trong đầu, không thể nào. Mắt lăng hàn sáng rực, còn sớm, hay kiếm thêm chút thánh dược đi. Nữ hoàng gật đầu, miễn lăng hàn đề nghị thì nàng sẽ không phản đối. Mạo thư ngọc như cá chết theo sau hai người, bọn họ càn quét, tổng cộng hái sáu gốc thánh dược. Mạo thư ngọc miễn cưỡng lấy lại tinh thần khuyên lăng hàn, nữ hoàng quay về không thì sẽ xếp hạng ngoài một ngàn người. Lăng hàn còn chưa đã ghiền nhưng có lẽ sau này hắn còn quay lại đây được, không nóng nảy trong một lúc. Bọn họ quay về, dọc đường gặp mấy con yêu thú mắt mù đánh lén đều bị Mạo Thư Ngọc giải quyết dễ dàng. Một ngày sau, bọn họ trở lại địa điểm tập kết, xem số người quay về thì ba người xếp hạng sau 6, 700. Qua cửa là tốt rồi, qua nửa ngày một ngàn người đầu tiên đã đủ, sàng tuyển kết thúc. Đồ Khang mang ngàn người đi tới một quân doanh ở chân núi, đó là nơi bọn họ sẽ ở lại trong trăm năm. Chưa vào doanh địa liền cảm ứng hơi thở cường đại dao động vượt qua đẳng cấp sáng thế cảnh như chúa tể trí cao vô thượng. Lão Tổ Trảm Trần, một vị phó thống lĩnh của Thương Nguyệt Quân rút thời gian lại đây tỏa chấn trăm năm. Trong Thương Nguyệt Quân có sáu vị phó thống lĩnh sẽ luân lưu đến đây tỏa chấn, nếu không gặp vài kẻ khó chơi, sáng thế cảnh đại viên mãn không giàn xếp được. Có Lão Tổ Trảm Trần là ổn, sáng thế cảnh nào dám khiêu khích với cường giả. Giáo quan nơi này không chỉ có một mình đồ khang, tổng cộng 10 người, bình thường họ luân phiên chỉ dẫn đệ tử làm sao phối hợp, đấu đơn là võ giả, hành động thống nhất mới là quân nhân. Mười giáo quan cùng xuất hiện, phó thống lĩnh ngồi trên đài cao như hòa vào thiên địa, rõ ràng thấy người nhưng ai nấy đều cảm giác bức bối không đánh lại đối phương. Đây chính là lão tổ chảm trần, đồ khang xin phép lão tổ chảm trần sau đó bắt đầu bước tiếp theo. Bây giờ sẽ chọn người đội trưởng trong các ngươi, dựa theo thành tích sàng tuyển 10 người này bước ra khỏi hàng, 1700, 534, 5. 10 người được kêu tên bước ra khỏi hàng, không có gì lạ, Đinh Khiếu Trần cũng ở trong số đó, lúc đi ra gã hơi khom người hướng lão tổ trảm trần trên đài cao. Lão tổ trảm trần đáp lại, mở mắt ra nhẹ gật đầu. Khoảnh khắc lão tổ này mở mắt tựa như càn khôn vũ trụ sụp đổ, mọi người như thấy vô số hành tinh lớn từ trên trời rớt xuống, cảnh tượng diệt thế. Tất cả dùng mình giật mình phát hiện không có chuyện khác lạ gì xảy ra. Đây là quy tắc vị lão tổ trảm trần này tu, nghiêng hướng hủy diệt và giết chóc, mở mắt ra liền ảnh hưởng mọi người ai ý chí hơi yếu rất có thể sẽ bị ảnh hưởng cả đời, vĩnh viễn không nhảy ra ngoài được. Tu đạo đương nhiên tu thiên địa đại đạo, nếu người bị nhốt trong đạo pháp của người khác thì làm sao thành công được. Có mấy người nhỏ giọng xì xầm, vị đó là Đinh Hổ Đinh Đại Nhân, Lão Tổ Nhất Trảm. Phó thống lĩnh Bạch Hổ Quân, rất nhanh người không biết thân phận của Lão Tổ Trảm Trần kia cũng đã biết. Thương Nguyệt Quân có một đại thống lĩnh là Mạo Đại, Lão Tổ Tam Trảm. Dưới đại thống lĩnh có ba thống lĩnh lãnh đạo ba quân đội tên là Thanh Long Quân, Bạch Hổ Quân, Chu Tước Quân. Tại sao là ba mà không phải hai hay bốn, năm đội? Vì Thương Nguyệt Thành chỉ có ba thế lực lớn, đoàn gia khống chế Thanh Long Quân, đinh gia quản lý Bạch Hổ Quân, Long gia khống chế Chu Tước Quân. Từ ý nghĩa nào đó đại thống lĩnh mạo đại không có thực quyền. Dưới thống lĩnh là phó thống lĩnh, có 6 người, mỗi quân đội có hai phó thống lĩnh. Mọi người lắc đầu, có Đinh Hổ ở thì Đinh Khiếu Trần chắc chắn sẽ được chức vụ đội trưởng. Với thực lực của Đinh Khiếu Trần không khó kiếm chức đội trưởng, Tuy mọi người hơi bất mãn nhưng không mâu thuẫn gì nhiều. Quy tắc như sau, hiện tại 10 người này là lôi chủ nhận người khác khiêu chiến, thắng thì giữ lôi, thua thì đổi người giữ lôi. Giới hạn 3 ngày, 10 lôi chủ còn lại sẽ là đội trưởng. Ngoài ra mỗi trận chiến phải trong vòng nửa canh giờ phân ra thắng thua, nếu không phán người giữ lôi thắng. Sau mỗi lần kết thúc chiến đấu người thắng có quyền yêu cầu nghỉ nửa canh giờ, trong nửa canh giờ nếu không nhận được khiêu chiến thì lôi chủ trực tiếp thắng. Giờ, bắt đầu đi phong cách của đồ khang là quân nhân ngắn gọn không lê thê mười người thiên kiêu tháp đi vào sân huấn luyện chính giữa doanh địa tiên vực cực kỳ cứng rắn cộng thêm có một vị lão tổ trảm trần tỏa trấn nên không cần lo chiến đấu kịch liệt phá hỏng doanh địa lôi chủ đã xuất hiện người có ý muốn tranh giành đội trưởng quét mắt tới lui mười người này muốn tìm ai mềm nhất để xuống tay có ba ngày nên dù là kẻ yếu nhất cũng sẽ nhanh chóng bị thay thế có vội vàng ra tay cũng không ý nghĩa gì bị hạn chế nửa canh giờ nếu không ai khiêu chiến thì Lôi chủ đỏ ngồi vững ở vị trí đội trưởng. Nên khi nửa canh giờ sắp đến lục tục có người phát ra khiêu chiến với 10 Lôi chủ. Quả nhiên 10 hạng đầu trong lúc sàng tuyển phần lớn là ăn may, một số người thì thâm tàng bất lộ giữ thực lực đến lúc này mới bùng nổ. Một vòng chiến đấu qua đi, 10 Lôi chủ bị đổi hết 6 người, qua một nửa. Lăng Hàn nhìn một lão nhân, nói với nữ hoàng, người đó thực lực không tệ, hình như huyết mạch khác với người bình thường. Lão nhân kia chiến đấu là toàn thân sẽ phủ vảy giáp màu đen, như lớp sáp dày cui, có hiệu quả giảm bớt lực rất nhiều khiến lão không sợ đối phương công kích, xông thẳng ngay mặt. Đối thủ của lão nhân bị lão dùng cách này hạ gục trong vòng 10 chiêu. Nữ hoàng nhìn hướng một nữ nhân, còn người kia nữa, chương 1803, chiến với đinh khiếu trần. Đó là một nữ nhân toàn thân bao trùm trong váy dài, khuôn mặt cứng nhắc, thoạt trông khoảng hai mươi mấy tuổi nhưng mặt khắc khổ như ai nợ tiền nàng, khiến người xem là ghét. Nữ nhân ra tay tàn nhẫn, điều khiển quy tắc hắc ám rất hiếm thấy. Hắc ám quét qua, mọi thứ bị ăn mòn, cực kỳ đáng sợ. Lang Hàn cũng tu quy tắc hắc ám là cực giả chi ám nhưng nghiêng về phụ trợ, khác hẳn loại ăn mòn đầy sức phá hoại. Lang Hàn bĩu môi sang hướng khác, còn có thiếu niên kia nữa. Thiếu niên kia khoảng 16, 7 tuổi, mặt còn nét trẻ con, thỉnh thoảng nở nụ cười ngại ngùng. Nhưng nếu ai cho rằng người này vô hại thì xui xẻo. Thiếu niên dùng kiếm tốc độ siêu nhanh, rất sắc bén. Lúc trước thiếu niên liên tục ra 11 kiếm chặt đứt binh khí của đối phương, cuối cùng một kiếm đâm vào ngực đối thủ. Nếu không phải đinh hổ khẽ hừ đẩy lui thiếu niên thì đối thủ của gã đã là xác chết. Âm hiểm, độc ác, vô tình, đây là lăng hàn gián nhãn cho thiếu niên, gã nên đi làm thích khách, làm quân nhân thì chôn vùi thiên phú. Thiếu niên hấp dẫn đinh hổ chú ý, tuy gã hừ mũi bất mãn thiếu niên xuống tay ác với đồng bạn nhưng cũng vì thế mà xem kỹ thiếu niên nhân tài như vậy đáng để chiêu nạp vào đinh gia nếu bồi dưỡng tốt sẽ là sát thủ đẳng cấp chảm chân sức chiến đấu là tiêu chuẩn quan trọng nhất nhất đo lường cường giả nhưng trên đời không có quy định cường giả sẽ không chết trong tay kẻ yếu tất nhiên sáng thế cảnh muốn giết chảm chân là chuyện không thể nào nhưng nhất chảm giết nhị chảm tam chảm không phải là mơ ví dụ này thường xảy ra với sát thủ không ai có thể luôn giữ trạng thái chiến đấu tốt nhất luôn sẽ có lúc lơ là một sát thủ ưu tú sẽ nắm bắt được khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua này rồi ra tay lấy mạng. Thiếu niên ở trong mắt đinh hổ là báu vật, tiếc rằng dù đinh hổ động lòng nhưng không dám trực tiếp đưa thiếu niên về đinh gia. Ba gia tộc lớn có quy định nhân tài như vậy phải cạnh tranh công bằng, nhưng nếu đinh hổ phát hiện trước thì có thể kêu gia tộc hành động ngay, điều tra sở thích và sở ghét của thiếu niên, đúng bệnh hốt thuốc. Sau 90 năm người không bị đào thải sẽ chính thức tham gia thương nguyệt quân, trong 90 năm đó cũng là ba gia tộc xài đủ trò có hứa cho lợi lớn có kén rể tranh giành nhân tài quan trọng phần lớn thời gian không có ai lọt vào pháp nhãn của ba gia tộc lớn thiên tài rất hiếm hoi ví dụ mạo đại ngày xưa bị bao nhiêu là quý nữ của ba gia tộc lớn xem trọng bất ngờ là gã không chọn ai cũng vì vậy không bị ba gia tộc khống chế giữ địa vị độc lập tuyệt đối giờ thì đã siêu nhiên khiến ba gia tộc tranh giành chiêu lãm cuộc chiến lôi đài tiếp tục nữ hoàng tỏ vẻ sẽ không đi cạnh tranh trước đội trưởng nàng muốn ở cùng lăng hàn trong hai người chắc chắn có một người sẽ làm binh, không thì đội khác nhau sẽ cạnh tranh nhau. Cường giả ra tay, trong quân chỉ phục dũng giả, nếu ngươi thừa dịp đối thủ kiệt sức mới đánh bại thì dù ngươi làm đội trưởng bên dưới ai thèm phục ngươi. Mạo Thư Ngọc đã tham gia vào chiến đấu, nàng là sáng thế cảnh đại viên mãn, lại có tư chất tam tinh, sức chiến đấu cực mạnh nên dễ dàng giành lấy vị trí lôi chủ. Lăng Hàn luyến tiếc buông tay nữ hoàng, ta đi đây, nữ hoàng dịu dàng gật đầu, mắt đa tình làm lòng người say. Ừm, lăng hàn nhảy lên đến trước mặt một người là đinh khiếu trần ủa a à, a à, thấy lăng hàn khiêu chiến đinh khiếu trần thì nhiều người giật mình bật thốt người lúc trước khiêu chiến đinh khiếu trần đều thua thảm đã sắp hết nửa canh giờ không ai khiêu chiến với gã nữa sắp trở thành người đầu tiên không cần qua ba ngày đã làm đội trưởng nhưng bị lăng hàn phá hỏng lần này đinh khiếu trần phải chờ thêm nửa canh giờ nữa mới được tại sao phải khiêu chiến với đinh khiếu trần chẳng khác nào tự hại mình đinh khiếu trần sửng sốt sau đó sắc mặt âm trầm lúc trước gã không bắt lấy cơ hội không ngờ Lăng Hàn tự đưa lên cửa, tự tìm chết. Nếu là phó thống lĩnh khác trong ba gia tộc lớn nếu Đinh Khiếu Trần muốn giết người sẽ bị ngăn cản, nhưng Đinh Hổ sẽ ngăn gã sao? Người chết chắc rồi, Đinh Khiếu Trần cười khẩy nói. Phải nói người ngu không ai bằng. Lăng Hàn bình tĩnh nói. Miệng hôi quá, xuống giường chưa xúc miệng sao? Nói về đấu võ mồm thì Lăng Hàn không sợ ai. Khóe môi Đinh Khiếu Trần cong lên. Bây giờ miệng của ngươi càng cứng tiếp theo chịu khổ càng lớn, Đối diện một người phải chết thì Đinh Khiếu Trần rất có phong độ, không bị kích thích lỗ máng. Lang Hàn cười tràn đầy khinh thường, "Ha ha, dù Đinh Khiếu Trần có tu dưỡng cũng bị tiếng cười châm biếm chọc tức, biểu tình tức giận vô cùng." Đinh Khiếu Trần cố gắng hít sâu giận lòng đừng chấp nhặt với tiểu tử này, giết là xong. Đinh Khiếu Trần vỗ một trường, tự chuốc lấy khổ, ầm, nguyên lực ngưng tụ thành bàn tay to, trên năm ngón tay có các mặt trời đen thui tỏa sáng, vô cùng quỷ dị. Lang Hàn phồng má, "Phù!" năm mặt trời dần tắt sau đó bàn tay hóa thành nguyên lực tan biến cái này mọi người giật nảy mình như mới trông thấy lăng hàn nhìn hắn chằm chằm đây thật sự là sáng thế cảnh đại cực vị sao thậm chí chưa đến đỉnh cùng lắm là học kỳ tư chất tam tinh dưỡi đáng sợ đến thế sao đinh hổ không kiềm được mở mắt ra quan sát lăng hàn với thực lực của đinh hổ có mở mắt hay không đều như nhau thần thức quét qua đâu là tầm mắt gã đến đó nhưng cảnh tượng này quá giật mình khiến gã bị rung động nên mới mở mắt ra đinh khiếu trần ngây người nhìn lăng hàn gã không dám tin chiêu này của mình bị hóa giải đơn giản như vậy đây là tư chất tam tinh dưới khiến đối phương có thể vượt qua một tiểu cảnh giới đối kháng với gã Mở khoa trương quá vậy đinh khiếu trần hít sâu tự nhủ lòng không thể bị ảnh hưởng gã còn chưa sử dụng bí thuật chờ gã dùng bí thuật thì dễ dàng chấn áp một sáng thế cảnh đại cực vị có bản lĩnh nhưng trước mặt ta đừng nói ngươi chỉ là đại cực vị dù là đại viên mãn cũng sẽ bị ta trấn áp. Bốp, Đinh Khiếu Trần mới nói xong đã bị tát một bà tai. Là Lăng Hàn tát, tuyệt đối là cố ý, chờ Đinh Khiếu Trần nói hết câu mới tát, đánh mặt đau quá, vang rõ to. Đinh Khiếu Trần giống to. A, à, ầm, tóc Đinh Khiếu Trần dựng đứng, đôi mắt hóa thành màu trắng như tia điện. Đinh Khiếu Trần giận thật sự, bị người tát mặt ngay trước công chúng thì sao chịu nổi. Đinh Khiếu Trần giống to. Chết đi, lực lượng thời gian bao bọc toàn thân Đinh Khiếu Trần gã lao vào lăng hàn, gã muốn nghiền nát cái tên chết tiệt này. chương 1804, không chịu nổi một kích. Đinh khiếu trần sông đến, được lực lượng thời gian bao bọc, vạn pháp không xâm. Lăng hàn tùy ý búng tay một cái. Phập, kiếm quang chém vào người lăng hàn nhưng bị lực lượng thời gian nhẹ nhàng cắn nuốt, gã không bị ảnh hưởng. Hèn gì đinh ra cố ý nhằm vào hồ gia, cướp bí pháp của hồ gia, môn tiên thuật này đúng là lợi hại. Thi triển lực lượng thời gian hầu như bỏ qua cách biệt sức chiến đấu, khiến kẻ thi thuật trở nên vô địch. Nhưng lăng hàn nắm giữ nhiều tiên thuật, hắn còn học được tuế nguyệt thiên thú, học bí pháp hoàn chỉnh từ hồ vũ. bàn về nắm giữ thức tiên thuật này, lăng hàn không thua gì đinh ra. khác biệt ở chỗ tu vi của lăng hàn còn hơi thấp, chưa thể hoàn toàn bày ra uy lực của thức tiên thuật này. niềm tin trở lại với đinh khiếu trần gã hét to: ha ha ha! trước tuyệt học của đinh gia ta thì ngươi là cái thứ gì? tuy anh giết lăng hàn cũng không rửa nhục gã đã chịu. Nhưng để hắn sống thì đời này Đinh Khiếu Trần đừng mơ ngẩng đầu. Lăng Hàn mỉm cười, lại búng tay, vẫn là một luồng kiếm quang vụt qua xé rách lực lượng thời gian trên người Đinh Khiếu Trần. Nhưng vì lực lượng hơi yếu nên chỉ cắt rách lực lượng thời gian rồi biến mất. Chỉ một chiêu đã làm Đinh Khiếu Trần sợ hết hồn, gã vội khựng lại, biểu tình tràn đầy giật mình. Đối phương, phá lực lượng thời gian của gã, tuy chưa tổn thương gã nhưng nếu chém thêm một nhát là gã tiêu đời. Sao có thể như vậy? đinh khiếu trần vận chuyển tuế nguyệt thiên thu sẽ làm bất cứ công kích nào trở nên vỉa đi. Gã là đỉnh thánh vương, tu vi cao nhất trong cảnh giới này rồi, muốn từ độ cao quy tắc nghiền áp gã thì chỉ có lão tổ trảm trần mới làm được. Lăng hàn dựa vào cái gì có thể, chẳng những đinh khiếu trần giật mình, đinh hổ cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Đinh hổ trực giác lăng hàn chưa dốc hết sức, chưa dùng hết sức mà đánh bại được thiên kiêu trẻ tuổi của đinh gia. Còn là sáng thế cảnh đại cực vị, ui, đâu ra quái thai, đinh hổ hơi do dự, theo lý thuyết thiên tài tư chất tam tinh dưới thế này đinh gia nên hết sức giành lấy, nhưng xem tình huống hiện giờ dường như tiểu tử này có mâu thuẫn rất lớn với đinh khiếu trần. Với ấn tượng ban đầu, tiểu tử này sẽ không có tình cảm gì với đinh gia, sau này lấy ra điều kiện ngang nhau cạnh tranh thì khả năng lăng hàn nghiêng hướng long gia, đoàn gia lớn hơn nhiều. Nếu vậy thì, trong lòng đinh hổ tuôn ra sát khí, mạo đại là vết xe đổ, mặc kệ gã tự do trưởng thành kết quả là gì. Giờ đã có thực lực uy hiếp đến ba gia tộc lớn, May mắn Mạo Đại chỉ có một nữ nhi, nếu Mạo ra con đàn cháu đống thì tương lai Thương Nguyệt Thành sẽ ra thế lực lớn thứ bốn. Bánh ngọt chỉ có bấy nhiêu, ai muốn chia cho người khác ích lợi của mình. Tốt nhất là Đinh Khiếu Trần phát huy giết tiểu tử này, đại chiến lôi đài lỡ tay là bình thường. Đinh Khiếu Trần sừng sốt một lúc rồi tỉnh hồn lại, gã lấy đao ra. Thân đao xanh biếc như làm bằng khúc gỗ, khi được lấy ra đao phát ra sát khí đáng sợ hóa thành cây to. Kinh người là cây dương cành múa may như roi nhiều người mặt xanh mét kinh kêu bích huyết thực nhân thụ đây là một loại yêu thụ thích săn người và yêu thú để ăn khi nó không nhúc nhích thì như cây cối bình thường nếu ai đi tới dưới tán cây yêu thụ sẽ tấn công người không chút cảnh giác dùng cành quấn chặt cánh mọc gai có thể tiết ra chất độc tê liệt mục tiêu trong tích tắc lấy thân cây làm chủ thể phong hồn phách yêu thụ vào luyện ra bảo khí sẽ có phần lớn uy năng của yêu thụ đây là một thần khí cực kỳ đáng sợ cuộc chiến lôi đài không cấm dùng binh khí vì thương nguyệt quân cần chiến sĩ thiết huyết có thể giết người chứ không phải võ giả luận bàn tỷ thí. Đinh khiếu trần cầm đao trong tay thì tràn đầy tự tin, thân đao phát ra ánh sáng xanh chiếu mặt gã xanh lè. Lúc trước đinh khiếu trần không gặp đối thủ nên khinh thường sử dụng thần khí, giờ thì bị lăng hàn buộc phải lấy ra. Đinh khiếu trần không vội tấn công, trong thân đao có sát khí màu lục tuôn ra lan tràn bốn phương tám hướng, đó là hồn phách của bích huyết thực nhân thụ. Vì quá trình luyện hóa cực kỳ đáng sợ, hồn phách yêu thụ tràn ngập tức giận sát ý lớn kinh người đinh khiếu trần là người nắm đau nên hoàn toàn miễn dịch với sát khí như vậy những người khác thì bị ảnh hưởng bích huyết thực nhân thụ là loài thực vật yêu nhưng tu luyện bẩm sinh có quy tắc mộc hệ quy tắc độc hệ đây là điểm khác biệt của nó quy tắc vô hình dung hòa vào thần hồn của bích huyết thực nhân thụ nên trong sát khí mang theo độc tính rất mãnh liệt đi chết đi đinh khiếu trần lạnh lùng nói với lăng hàn đoạn hồn đau ra không ai còn sống lăng hàn cười phá lên ngươi không làm nghề kể chuyện cười thì uổng thiên phú hài hước thật. Nghe ta khuyên một câu, bắt đầu từ ngày mai đi trà lâu tử điếm trong thành đặt chỗ hành nghề đi. Mạnh miệng, đinh khiếu trần dẫn động nguyên lực khiến uy lực trong thần đao phát huy nhanh hơn nữa. Lăng Hàn lắc đầu nói, vốn muốn xem người có bao nhiêu thực lực không ngờ chỉ dựa vào thanh đao, lười xem người biểu diễn. Lăng Hàn lắc người lao vào đinh khiếu trần, thi triển điện thiểm khiến tốc độ của Lăng Hàn siêu nhanh, dù chưa thúc đẩy đến tột độ nhưng đinh khiếu trần không thể bắt giữ được. Giống lúc trước Đinh Khiếu Trần bị Lăng Hàn tát tai một cái, đến bây giờ gã không rõ tại sao mình ăn tát. Khi nắm tay của Lăng Hàn sắp đến trước mặt Đinh Khiếu Trần thì gã mới giật mình tỉnh táo lại, nhưng lúc này muốn hô đao chém hắn đã quá muộn. Đinh Khiếu Trần đành dồn sức xuống chân thụt lùi ra sau. Nhưng sao bằng Lăng Hàn, bốp, mặt Đinh Khiếu Trần trúng một cú đấm cứng rắn, gã lảo đảo thụt lùi. Đinh Khiếu Trần chưa đứng vững thì cú đấm thứ hai của Lăng Hàn đã giáng xuống. Bùm 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 bùm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lăng hàn đấm hơn 10 cú, lăng hàn lạnh nhạt nói, không chịu nổi một kích, như chú giải cho lời bình của lăng hàn, đinh khiếu trần bay lên rồi đập mạnh xuống đất. Bốn phía tĩnh lặng, mấy trận chiến khác đều ngừng lại chú ý bên này. Đinh khiếu trần thật sự không chịu nổi một kích vậy sao? Từ đầu tới cuối lăng hàn chỉ búng ngón tay, vung nắm đấm chứ không sử dụng đại chiêu gì. Đinh khiếu trần thì sao? Nào là tiên thuật, nào là thần khí vậy mà không cản nổi một chiêu của lăng hàn? Đây là khác biệt giữa tư chất tam tinh và tư chất tam tinh rưỡi sao. Mọi người không tin, có lẽ nếu cảnh giới hai người như nhau thì cách biệt như vậy còn có khả năng, nhưng Đinh Khiếu Trần rõ ràng hơn một tiểu cảnh giới, với ưu thế như vậy sao còn xảy ra chuyện đó được. chương 1805, mặt dày vô sỉ. Đinh Khiếu Trần vùng vẫy bỏ dậy, dầm, Đinh Khiếu Trần bị đấm gục, trên lôi đài miễn một phe không ngã xuống hoặc nhận thua thì chiến đấu vẫn sẽ tiếp tục. Đinh Khiếu Trần không cam lòng nhận thua, gã bị lăng hàn đánh đến mất hết mặt mũi nếu giờ nhận thua trước mắt bao người thì gã không cách nào ngẩng đầu lên được nhưng cắn răng cố chống thì được ích gì bùm 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 đinh khiếu trần không ngừng ngã xuống mặt sưng như đầu heo lăng hàn xuống tay rất có chừng mực không quá nặng làm đối phương xỉu khiến đinh khiếu trần luôn giữ trạng thái tỉnh táo người có nhận thua không đinh khiếu trần cắn răng đây là giới hạn cuối cùng của gã tuyệt đối không mở miệng xin thua lăng hàn định đánh tiếp nhưng thấy thời gian không còn nhiều hắn giơ chân đá đinh khiếu trần lăn ra khu vực chiến đấu theo quy tắc thế này cũng tính là thua đinh hổ cực kỳ bất mãn chợt mở mắt ra nhìn lăng hàn hừ lăng hàn thụt lùi một bước mặt tái nhợt lăng hàn bị đinh hổ đánh một cú vô ảnh vô hình chỉ một tiếng hừ nhưng ẩn chứa ý chí võ đạo của đinh hổ lão tổ trảm trần cường đại biết bao nếu đi cổ giới thì một ý niệm có thể vỡ nát một hành tinh lớn giờ lưỡi dao ý niệm này chém vào người lăng hàn thì hắn đâu dễ chịu gì may mắn đinh hổ không dám giết người trước mắt công chúng nên dùng sức có hạn lăng hàn thì có khí lực mạnh kinh người một nhát niệm nhẫn chỉ khiến hắn bị thương nhẹ đinh hổ nhân mặt gã vốn định tổn hại nặng lăng hàn nhưng kết quả này làm gã vừa bất mãn vừa giật mình thanh niên này có khí lực rất kinh người ăn một nhát niệm nhẫn của gã mà chỉ bị thương nhẹ với thân phận của đinh hổ nếu một kích không chúng sẽ không mất mặt thêm một đòn nữa đinh hổ không có khí độ đó gã không kiềm được lại chém một nhát niệm nhẫn phập ngực lăng hàn rách toạc máu tuôn ra dù hắn có khí lực chuẩn tiên kiếm nửa tinh cũng không đỡ nổi chạm trần cảnh quá mạnh lăng hàn la ỏ đảo hắn biết đó là đinh hổ ra tay tại đây chỉ có chạm trần cảnh mới gây uy hiếp cho hắn được lăng hàn cảm giác ngực khó chịu như bị lửa đốt đinh hổ quá âm hiểm chẳng những dùng niệm nhẫn bị tương hắn còn dung nhập một chút ý chí võ đạo muốn hành hạ hắn tám người trăm năm đây cũng là đòn cảnh cáo dám tổn thương người của đinh gia chúng ta thì đây chính là trừng phạt đương nhiên nếu lăng hàn gặp cường giả trảm trần cảnh khác có thể mời đối phương ra tay hóa giải quan trọng là mấy ai vì một kẻ vô danh tiểu tốt đắc tội với đinh gia mỗi cường giả đều có ý chí võ đạo độc nhất vô nhị của riêng mình thương nguyệt thành có ba mươi mấy trảm trần cảnh ai không nhận ra ai lăng hàn đứng vững bước chân nhìn hướng đinh Hổ mắt rực cháy đấu trí và coi rẻ rõ rành rành đinh gia các ngươi chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ đường đường là lão tổ trảm trần mà hai lần xuống tay một tiểu bối một kích không đánh chúng còn quê quá hóa giận thật là vô sỉ. Bên kia, nữ hoàng sôi trào sát ý, phạm vi 10 trượng quanh người nàng không ai dám đứng, đều thụt lùi lại nếu không trái tim của họ sẽ bị chấn nổ. Nhưng nữ hoàng không lỗ mãng tấn công, nàng kiêu hãnh nhưng không phải loại người lỗ mãng thiếu não, nếu không thì sao có thể ngồi trên ngai vàng loạn tinh hoàng triều trăm vạn năm. Đã sớm bị người thu vào hậu cung kim ốc tàng kiều. Hiện tại, phải nhịn, nữ hoàng siết chặt hai nắm tay, mắt rực cháy lửa giận. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Đinh Hổ đã chết mấy ngàn lần. Toàn trường tĩnh lặng, ai đều đoán ra là Đinh Hổ ra tay, nhưng ai dám chỉ trích một vị lão tổ chảm chân. Mạo thư Ngọc Ngập ngừng muốn nói lại thôi, phụ thân có lệnh nghiêm khắc nàng chỉ có thể tự lo thân mình, đừng sinh ra gút mắt gì với ba gia tộc lớn. Đinh Hổ thản nhiên nói, lúc trước đánh nhau số 359 không bị 5574 đánh bay khỏi sân, nhưng 5574 cũng bị 359 không tổn hại nặng. Trận này xem như 5574 miễn cưỡng thắng. 3590 là số của Đinh Khiếu Trần, 5574 là của Lăng Hàn, theo Lăng Hàn giải thích thì Đinh Khiếu Trần đánh nhau ngang tài ngang sức với hắn, tuy bị đá bay nhưng gã cũng tổn hại nặng Lăng Hàn. Bà mợ nó, người còn muốn mặt mũi không? Rõ ràng là Đinh Khiếu Trần thua thảm, là người đánh Lăng Hàn bị thương. Giờ vô sỉ chuyển, công lao, lên đầu Đinh Khiếu Trần là sao? Đúng vậy, Đinh Hổ xuống tay với Lăng Hàn là ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng nếu là Đinh Khiếu Trần thì đó là cùng cảnh giới đánh nhau, tuy vẫn kém một tiểu cảnh giới nhưng miễn cưỡng xem như công bằng. Dùng từ hình dung công lao không khoa trương, nếu không phải Đinh Khiếu Trần thật sự bị đá bay ra ngoài có lẽ Đinh Hổ sẽ đổi trắng thay đen phán lăng hàn thua. Đinh Hổ dứt lời, một ngàn người xôn xao, đã thấy vô sỉ nhưng lần đầu tiên gặp mặt dày đến mức này. Đinh Hổ quét mắt hổ, hừ, uy nhiếp đáng sợ quét qua, đè xuống bất mãn của mọi người. Ai dám xúc phạm uy nghiêm của lão tổ trảm trần, toàn trường tĩnh lặng, Đinh Hổ vừa lòng gật đầu nói tiếp tục khiêu chiến đi. Mọi người biến sắc mặt, ý của Đinh Hổ là không để Lang Hàn nghỉ ngơi, hiện giờ có thể khiêu chiến với hắn. Nhưng Lang Hàn bị một vị lão tổ chảm trần tổn hại nặng, không có thời gian nghỉ ngơi thì sao chịu nổi công kích từ người khác? Có lẽ một hàng hà cảnh đủ sức đánh bại hắn. Thật độc ác, tuy Đinh Khiếu Trần thua, mất sức chiến đấu, không có duyên với chức đội trưởng nhưng Đinh Hổ không định cho hắn làm đội trưởng. Đinh Hổ nhếch môi cười, một tiểu tốt bình thường mà mơ đấu với Đinh gia. Nực cười gã có một vạn loại thủ đoạn đùa chết lăng hàn lặng im dây lát rồi chiến đấu tiếp tục đinh hổ sắc mặt âm trầm như đít nồi vì lăng hàn đứng ngạo nghễ tại chỗ chảy máu ròng ròng vậy mà không ai khiêu chiến với hắn đám người này đinh hổ cảm giác quyền uy của mình bị khiêu khích gã đã nói có thể khiêu chiến nhưng không ai tấn công lăng hàn những người này muốn làm phản gã sao đinh hổ quét mắt qua mọi người cúi đầu không dám nhìn thẳng mỗi người có một lần danh giới hạn cách làm hôm nay của Đinh Hổ đã chạm đến điểm giới hạn đó. Võ giả chỉ tôn trọng thực lực, nếu Đinh Hổ điểm danh ai khiêu chiến Lăng Hàn thì không người nào chịu nổi áp lực này, sẽ có người ra tay. Nhưng Pháp không trách chúng, Đinh Hổ nhà ngươi không thể xử phạt tất cả chúng ta đi. Vì vậy không ai đứng ra khiêu chiến với Lăng Hàn, dù hiện tại thắng hắn thì sau này sẽ bị người khinh bỉ, đội trưởng như vậy ai thèm phục. Trường 1806, khi có trọng thường. Mọi người không dám chống lại một vị lão tổ trảm Trần nhưng dùng cách này ủng hộ Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng thẳng tắp, bất khuất không phục, bây giờ thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn hạ gục ta thì ta tuyệt đối không cho ngươi như ý. Tiểu nhân vật có cốt khí của tiểu nhân vật, người có thua nhưng không được đánh mất cốt khí. Vết thương của Lăng Hàn không nghiêm trọng như Đinh Hổ tưởng tượng, hắn đã vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch kiểm soát vết thương. Vì có ý chí võ đạo của Đinh Hổ nên Lăng Hàn không thể lành hẳn cần vào hắc tháp, dùng lực lượng hắc tháp xóa bỏ. Lăng Hàn bây giờ ít nhất có 70% sức chiến đấu. Bấy nhiêu đây đủ càn quét tất cả sáng thế cảnh rồi, trừ nữ hoàng gia. Rất nhanh nửa canh giờ qua đi, Đinh Hổ nói có thể bắt đầu khiêu chiến ngay, từ thời điểm đó đã bắt đầu tính thời gian. Lăng Hàn thành người nổi bật đầu tiên, thành đội trưởng thứ nhất trong lựa chọn quân dự bị lần này. Đinh Hổ dùng ánh mắt cảnh cáo đồ khang ra hiệu là bây giờ mới tính thời gian. Người này vô sỉ hết thuốc chữa rồi, lăng hàn lười để ý chờ khi hắn có đủ thực lực sẽ san bằng đinh gia chờ xem đám tạp chủng đinh gia sẽ có biểu tình gì đinh hổ sắc mặt âm trầm làm một lão tổ trảm trần đã lâu rồi gã mới gặp chuyện bực bội thế này một sáng thế cảnh nho nhỏ làm gã có sát ý mãnh liệt đinh hổ mở miệng nói lần này người lấy được vị trí đội trưởng bổn tọa sẽ thường mười khối tinh thạch tinh thạch là sản vật đặc biệt của tiên vực lấy từ mảnh nhỏ ngôi sao trên chín tầng trời tức là thiên thạch 9 tầng trời tiên vực không thể lên được, truyền thuyết chỉ có tiên vương mới có thể lên đó. Vì vậy đành chờ mảnh nhỏ ngôi sao trên bầu trời hóa thành thiên thạch rơi xuống, từ trong đó tinh luyện ra tinh thạch, bên trong ẩn chứa đại đạo thiên địa giúp ích rất lớn cho võ giả tăng cao lĩnh ngộ cảnh giới. Tham gia vào thương nguyệt quân binh sĩ quân chính quy một năm được hai khối tinh thạch làm quân lương, quân dự bị được một khối, đội trưởng chỉ được hai khối, bằng với binh sĩ của quân chính quy. Giờ Đinh Hổ mở miệng nói thưởng 10 khối tinh thạch, giải thưởng rất phong phú. Đừng tưởng thời gian trong tiên vực không đáng tiền, vì cạnh tranh trong này khốc liệt nên thời gian càng quý giá hơn. Ý đồ của Đinh Hổ là gì ai đều biết, dùng tiền thu mua người đánh lăng hàn. Ta tạo áp lực, các ngươi ỷ vào pháp không trách chúng phất lờ lệnh của ta, vậy người khối tinh thạch thì sao? Ai nỡ từ chối, với Đinh Hổ thì bỏ ra 100 khối tinh thạch chỉ là chuyện còn con, cỡ tài nguyên tu luyện một tháng của lão tổ trảm chân. Có trọng thưởng sẽ có dũng phu. Lúc trước không ai ra tay một vì dù đánh bại Lăng Hàn ngồi lên vị trí đội trưởng cũng cấn mông, như có lửa đốt phía dưới. Nhưng có giải thưởng tinh thạch thì khác, nhiều người đều muốn thử một lần. Mỗi năm quân dự bị sẽ đào thải một người, lỡ ngay năm đầu mình đã bị loại thì sao? Nên 10 khối tinh thạch rất đáng quý. Vèo, có một người lao ra đứng trước mặt Lăng Hàn, đó là một nam nhân mặt mũi bình thường, chắp tay hướng Lăng Hàn. Vị huynh đệ này, ta không muốn bị thương huynh, hay là tự nhận thua đi ánh mắt lăng hàn hung tợn người thừa dịp hắn nguy nan tấn công thì hắn chẳng cần khách sáo lăng hàn bình tĩnh nói biến người kia cười khẩy nói xem lòng tốt của ta là lòng lang dạ thú người đó xông vào lăng hàn gã cho rằng hiện tại hắn bị thương như thế thì chỉ một kích nhẹ nhàng có thể hạ gục hắn vì vậy người này hết sức cẩn thận kiểm soát lực lượng tránh cho đánh chết lăng hàn lăng hàn bóp cổ người đó đập xuống đất dầm người đó bị đập mạnh xuống đất chưa kịp đứng lên đã bị lăng hàn đạp trên đầu Người kia tức giận quát, thả chân ra, quá mất mặt, hai tay người đó chống mặt đất muốn đứng dậy. Lăng Hàn phất lờ kẻ đó, hắn nhìn hướng đinh hổ trên đài cao rồi chân phải nhấn một cái. Người dưới chân Lăng Hàn bị nhấn đầu vùi vào nham thạch cứng rắn. Nham thạch nơi này rất cứng, có thể chịu được lực lượng sáng thế cảnh đánh phá, vậy mà Lăng Hàn một cước đạp đầu người kia lún xuống, đây là khái niệm gì? Người bị đạp đầu hai tay rũ xuống, đã xỉu, chân Lăng Hàn đạp đầu người kia, mắt nhìn đinh hổ chầm chầm tỏ rõ khiêu khích, tới đây đi, người có chiêu gì tiểu gia nhận hết. Bá khí, mọi người đều là sướng sờ câm nín, tiểu tử này quá mạnh, công khai đối chọi là một vị phó thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi không biết phó thống lĩnh này sẽ tỏa trấn tại đây trăm năm sao? Nếu ngươi không bị loại thì trong trăm năm sống dưới bóng ma của đối phương. Càng nhiều người sôi sục máu nóng, cảm thấy thế này mới gọi là nam nhân, là võ giả. Thất phu nóng giận máu phun năm thước, ngón út đinh hổ nhúc nhích, đây là dấu hiệu gã sắp không kiềm được sát ý. Nhưng nếu lúc này đinh hổ mà giết người sẽ bị long, đoạn gia nhầm vào, rất có thể bắt gã đền mạng. Ba gia tộc lớn đối chọi nhau, đặc biệt đinh gia có tiền khoa. Vì đinh gia hại hồ gia quyền quý gặp họa lớn ngập đầu, ai không lo để phòng bọn họ. Có cơ hội, về sau rồi sẽ có cơ hội. Đinh hổ tự nhủ lòng, gã nhắm mắt lại không để bụng lăng hàn khiêu khích. Đinh hổ không hiểu sao trông thấy lăng hàn là thấy ghét rồi, nếu không như thế gã đã chẳng nhanh vậy buộc thiên tài tư chất tam tinh dưới đứng về phía đối lập đinh gia có lẽ vì đinh hổ thấy căm hận đinh ra ánh trong mắt lăng hàn chăng nửa canh giờ sau lại người tham lam công kích lăng hàn cho rằng hắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn không thể tiếp tục vũ dũng vậy nữa nhưng kết quả tương tự bị lăng hàn đè xuống đất đạp lún vào nham thạch bá khí như thế không ai bằng sau đó không còn ai dám khiêu chiến lăng hàn hắn quá mạnh chưa tới 3 ngày 10 đội trưởng đều nổi bật mọi người có con mắt liên tục thắng hơn 10 trận là đủ biết mạnh rồi đừng đi lên tự chuốc khổ Tiếp theo là phân phối nhân viên 10 đội. Mỗi người có thể chọn đi theo đội trưởng nào, đội trưởng có thể chọn đồng ý nhận hay không, đây là trao đổi hai chiều. Khi mọi người tuyển chọn xong những người còn lại dù muốn hay không chỉ có thể tùy cơ nhét vào đội nào chưa đầy trăm người. Lăng Hàn đứng thẳng, máu chảy ròng ròng, ý chí võ đạo chảm trần cảnh tàn phá máu thịt của hắn, dù là bất diệt thiên kinh cũng không thể xua đuổi nó, cách biệt cảnh giới quá lớn. Lăng Hàn như con sói cô đơn, bị thương chảy máu nhưng chiến ý càng nóng bỏng, càng đáng sợ. Nữ hoàng không chút do dự chọn Lăng Hàn làm đội trưởng, còn lại không ai dám chạy tới chỗ hắn. chương 1807, nhiệm vụ đến, ai dám đắc tội đinh hổ, lúc trước có thể nói là Pháp không trách chúng, hiện giờ kẻ nào chủ động đi theo Lăng Hàn tức là tát vào mặt đinh hổ. Ai dám tát mặt lão tổ chảm chân, so với đội trưởng khác tấp nập nhận người thì bên Lăng Hàn vắng vẻ. Khóe môi Lăng Hàn cong lên không cho là đúng, hắn chỉ muốn nương thương Nguyệt Quân hòa nhập vào tiên vực chứ không có ý tưởng gì khác không có dục vọng thì không quan tâm gì. Hiện giờ Lăng Hàn có mục tiêu phấn đấu ngắn hạn là đẩy ngã đinh ra. Chín đội trưởng khác rất nhanh chiêu đủ người, còn lại 98 người bất đắc dĩ bị cưỡng ép lùa vào dưới tay Lăng Hàn. Lúc này mọi người không dùng số nữa, đăng ký tên và tin tức thân phận của mình. Lăng Hàn biết người bộ dạng sát thủ trẻ tuổi tên vệ ba, nữ nhân dùng lực lượng hắc ám ăn mòn tên Tần Hận Ngọc, lão nhân người phủ vải giáp đen tên La Hân Dương. Vì người dưới tay Lăng Hàn toàn là hàng bị trừ lại, chất lượng kém nhất nên ai nấy thở ngắn than dài. Trong trăm năm tiếp theo bọn họ sẽ bị người ăn hiếp đây. Chia ngàn người làm 10 đội không vì đơn giản tiện quản lý mà có ý khác. Về mặt lý luận mỗi năm bọn họ được một khối tinh thạch làm quân lương, nhưng trong quân dự bị có một quy định là mỗi năm 10 đội phải đại bỉ võ một lần. Đội xếp chắc sẽ mất quân lương năm tiếp theo, quân lương đó chuyển cho đội hạng nhất. Dưới tay lăng hàn toàn là, sức mẻ, tổ hợp yếu nhất thì làm sao so với 9 đội khác, đã định trước sẽ xếp chót nên cả đám ủ rũ một số người muốn bỏ cuộc chẳng bằng sang năm chủ động bị loại chờ trăm năm sau rút khỏi quân lăng hàn không nói gì thật ra một mình hắn đủ đè bẹp đội trăm người huống chi hắn là đan đạo đế vương nơi này không thiếu thánh dược dư sức luyện hóa hàng tá thần dược cao đẳng miễn thật lòng thật dạ đi theo hắn thì lăng hàn bảo đảm sẽ không để bất cứ người nào thất vọng đương nhiên muốn theo lăng hàn nhặt của rơi thì biến đi đinh hổ lạnh lùng liếc lăng hàn gã sẽ sử dụng thủ đoạn khiến hắn nhanh chóng biến mất bọn họ vào doanh địa mỗi người có phòng nghỉ riêng bình thường bọn họ không có việc gì phải làm chỉ huấn luyện thuật hợp kích ngẫu nhiên thực chiến nhổ ổ sơn tạc thực lực không quá mạnh thực chiến thường được sắp xếp khoảng 10 năm sau nếu không phối hợp chặt chẽ đụng phải đại chiến sẽ nhanh chóng có người chết lang hàn và nữ hoàng vào phòng liền vô hắc tháp lang hàn sử dụng lực lượng hắc tháp tẩy ý chí võ đạo của đinh hổ để lại trên người mình lực lượng quy tắc biến mất vết thương trên người hắn khép lại ngay nữ hoàng lạnh lùng nói Ta muốn bế quan, trong vòng 3 năm sẽ đột phá đến chảm trần. 3 năm sau đinh ra sẽ gả chó không tha, dám bị thương phu quân của nàng, nữ hoàng đã sụp sôi sát ý. Đừng, lăng hàn ôm nữ hoàng, hôn lên mái tóc đen, nếu cứ khổ tu thì nàng tối đa đến sáng thế cảnh đỉnh đại viên mãn, muốn đột phá chảm trần phải đi nơi đặc biệt. Tại sao nói trong cổ giới thánh vương là tận cùng, không phải vì thiên phú, công pháp mà do muốn đột phá chảm trần cần có địa điểm đặc biệt trong tiên vực, ở nơi đó mới cảm ứng lực lượng hồng hoang của thiên đạo, chém một đao thiên ý vào mình. Nếu không thì mặc người có tư chất tiên vương cũng vô dụng, bị kẹt trước ngưỡng cửa thánh vương. Nữ hoàng bừng bừng lửa giận nói, vậy ta cố gắng nhanh chóng đến sáng thế cảnh đại viên mãn. Nữ hoàng tràn đầy niềm tin vào mình, miễn đến đỉnh thánh vương là có thể thuận lợi chém xuống một đao thành tựu chảm trần. Lăng Hàn lắc đầu nói, đột phá chảm trần không phải nói là được, cái gì là chảm trần, là phải cắt đứt xuyên trần hoàn toàn hòa hợp với đại đạo. Tức là nếu nàng càng không nỡ cắt đứt xuyên trần thì dung hợp với đại đạo thiên địa càng triệt để. Đây là lôi hỏa đại đế nói riêng cho Lăng Hàn nghe. Chạm trần cần chém bốn đao, đừng nói bốn đao, chém một đao đã làm đa số cường giả trở nên vô cùng lạnh lùng, vì bọn họ đã vứt bỏ thứ mình để ý nhất. Bình thường đao kia chém tình thân, tình yêu, tình bạn. Nữ hoàng lộ biểu tình kinh hoàng, với nàng thì quan trọng nhất là Lăng Hàn, bắt nàng chém vào tình yêu thì nàng thả chết còn hơn nhưng mang theo chấp niệm đột phá chảm trần không chừng sẽ chém chết bản thân từ nay biến mất trong thiên địa muốn trường sinh bất tử đâu có dễ không trả giá đắt thì sao được nữ hoàng ngẫm nghĩ nói nếu buộc phải chém bản thân thì ta thà không thành tiên cùng ngươi bên nhau trọn đời chảm trần không nhất định phải chém tình yêu có thể chém bất cứ thứ gì mà mình quan tâm nhưng khi đến bước đường đó thiên địa hồng lô tra hỏi đa số người sẽ trực diện bản tâm bất giác chém duyên trần mà mình trân trọng nhất Sao có thể giữ tỉnh táo trước đại đạo, chỉ thiên tài trong thiên tài mới làm được điều này. Lăng Hàn ôm eo nữ hoàng, vì vậy muốn đột phá chạm trần phải lên kế hoạch đã. Không chỉ có nữ hoàng, tất cả mọi người trong hắc tháp đều phải chuẩn bị đàng hoàng, không thì rất dễ chém đứt tình cảm với người thân, người yêu của mình. Lăng Hàn đến dưới luân hồi thụ, mọi người không ngừng tu luyện. Hắc tháp hút linh khí từ tiên vực cộng thêm luân hồi thụ hỗ trợ, mỗi người tiến bộ rất nhanh. Lăng Hàn nói rõ tình huống với bọn họ rồi cùng nữ hoàng ra khỏi hắc tháp. Người bên trong chưa đi ra được, phải dung hợp quy tắc hai giới đã. Nghỉ ngơi một đêm rồi bắt đầu huấn luyện, lấy đội làm đơn vị, 10 đội do 10 giáo quan dẫn dắt. Giáo quan của đội Lăng Hàn tên là Ngũ Tinh, một nam nhân trung niên vóc dáng mập mạp, tu vi đỉnh thánh vương. Ngũ Tinh vừa huấn luyện vừa chửi xối xả, đám rác rời các ngươi, bọn chó vô dụng, kêu ta huấn luyện các ngươi đúng là nhục nhã ta. Ta bỏ chiến hữu qua một bên đến đây huấn luyện các ngươi là để xem biểu diễn như con khỉ thế này sao? Phế vật, đần độn, heo thông minh hơn các ngươi gấp trăm lần, ngũ tinh chửi không cần biết người huấn luyện giỏi hay dở. Mọi người vốn đã tụt sĩ khí vì đi theo lăng hàn chất lượng đoàn đội thấp, giờ bị chửi thì càng khổ không chịu nổi, ước gì có thể xuất ngũ ngay. Nhưng tiến vào không dễ dàng, muốn đi càng không dễ. Bọn họ chỉ có hai cách rời đội, một là mỗi năm loại một người, hai là vì các loại nguyên nhân mà chết, nằm rời đi mọi người đều theo dõi danh ngạch bị loại đó, nên biểu hiện cực kỳ kém. Đến ngày thứ ba biểu tình ngũ tinh quái dị tuyên bố bọn họ bị ban nhiệm vụ trừ cướp, lập tức lên đường. Cái gì, mau về, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy rất đột ngột. chương 1808, nhẹ nhàng giải quyết. Bọn họ chỉ mới học chút thuật hợp công, không phối hợp tốt, càng không có ăn ý vậy mà kêu bọn họ trừ cướp. Đây rõ là chịu chết, dù thành công thì trả giá cũng sẽ cực kỳ đắt, có lẽ một nửa người không thể quay về. Mọi người không ngốc, lập tức đoán ra là Đinh Hổ dở cho quỷ nhầm vào Lăng Hàn, bọn họ là tốt thí. Sao không đẩy Lăng Hàn đi chịu chết một mình đi? Lăng Hàn, ngươi là đội trưởng, phải hoàn thành nhiệm vụ này thật hoàn mỹ. Ngũ Tinh đưa một khối ngọc giản ra, trong này có tư liệu tỉ mỉ về đám sơn tặc đó, chỉ là một đám tạp nham, mới có 10 đỉnh thánh vương. Nên phải khống chế nhân viên tổn thất trong vòng 10 người, nếu vượt qua số đó thì. Sau khi người quay về chờ nhận quân pháp xử phạt đi. Ác chưa từng thấy, Lang Hàn tuyệt đối không tin lời của Ngũ Tinh. Có lẽ Ngũ Tinh chỉ thuật lại, chính gã cũng không rõ thực lực thật sự của đám sơn tặc đó. Lang Hàn dám chắc đây là đinh hổ nhầm vào hắn, sao có thể cho hắn qua cửa dễ vậy được? Đám sơn tặc này chắc chắn rất mạnh, dù không thể diệt Lang Hàn cũng có thể làm đội bọn họ bị thương nghiêm trọng. Khi hắn quay về sẽ bị phạt nặng, tìm đại cái cơ có thể giết hắn trong tù. Lang Hàn lắc đầu, người đường đường là lão tổ trảm chân, vì đối phó hắn có cần tốn công sức như vậy không? đây còn là vì ba gia tộc lớn kiềm chế lẫn nhau nếu không đinh hổ đã chẳng rắc rối như vậy muốn giết liền giết ai dám nói gì gã quân lệnh không thể không tuân đội trăm người xuất phát giáo quan không đi cùng tỏ rõ muốn triệt để hố chết người lăng hàn thì tràn đầy tự tin đinh hổ bỏ sót hai điều thứ nhất vết thương của lăng hàn đã lành sức chiến đấu đầy đủ thứ hai nữ hoàng có sức chiến đấu cực kỳ mạnh không nói tới hai người liên hợp lại một người dư sức càn quét sáng thế cảnh Trừ phi có thánh tử, thánh nữ của đại giáo xuất thế, không thì không ai sánh bằng lăng hàn, nữ hoàng được. Hai người tu ra một ngàn vạn ngôi sao khi ở hàng hà cảnh. Dù kẻ địch có hung mãnh đến mấy hai người một tấn công, một phòng thủ sẽ giải quyết hoàn mỹ. Lăng hàn, nữ hoàng tự tin nhưng người khác thì không. So với chạy đi chịu chết, không bằng làm đào binh, cùng lắm vĩnh viễn không trở về thương Nguyệt Thành. Vừa ra khỏi thành đã có người muốn chuồn đi, Lăng Hàn bắt lại 13 người muốn bỏ chạy, kéo ra hai kẻ đầu tiêu, là hai người này xúi dục mọi người dẫn dến đảo binh. Lăng Hàn thản nhiên nói, ta biết mọi người không quá tự tin vào nhiệm vụ lần này, nhưng ta ở đây nói một câu, miễn ta còn đây thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Lần này ta chỉ phạt nhẹ, nếu ai còn định làm đào binh thì đừng trách ta xử phạt theo quân pháp. Mọi người bĩu môi, ngươi nói thì đơn giản, nhưng nếu thật sự đánh nhau với sơn tặc ngươi làm sao bảo đảm an toàn cho chúng ta. Lăng Hàn mạnh mẽ ra tay trấn áp hết mọi người, ít ra trong thời gian ngắn không ai dám làm đào binh, nhưng nếu chiến đấu bắt đầu không chừng bọn họ sẽ thừa dịp chiến loạn chạy trốn. Bọn họ ra khỏi cửa thành chạy hướng loạn phong sơn, nơi đó cách thương nguyệt thành 7 ngày đi đường. Dưới loạn phong sơn có một con đường buôn bán rất quan trọng nối thương nguyệt thành với ba vũ thành. Hiện giờ có một nhóm sơn tặc gầy dựng hang ổ trên loạn phong sơn, thường sẽ đánh cướp thương lữ qua lại. Thật ra mỗi năm đều có sơn tặc, thương đội quen rồi. Đa số sơn tặc sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ xin ít tiền trả nước. Nếu xảy ra ác chiến chắc chắn có người tử thương, sơn tặc không sợ chết sao. Nhưng nhóm sơn tặc này khác, bọn họ tâm ngoan thủ lạt, gặp thương đội sẽ đổi tận giết tuyệt, căn bản không trừ người sống. Bọn chúng rất gian xảo, nếu thương đội thuê lực lượng hộ vệ cường đại thì chúng sẽ né tránh, nếu có thể thành công thì sẽ không thương xót tiêu diệt nguyên thương đội. Dọc đường đi lăng hàn đã đặt ra sách lược, trăm người giả làm thương đội dụ sơn tặc tấn công bọn họ vì bảo đảm sơn tặc sẽ ra tay lăng hàn kêu mấy đỉnh thánh vương trốn vào trong thùng xe. Thật ra làm vậy dư thừa, vì đội bọn họ vốn không có bao nhiêu cao thủ, đỉnh thánh vương mới có 6 người. Bọn họ đánh xe ngựa, không giấu tung tích, sơ cờ hiệu thương nguyệt quân. Nhưng người có kinh nghiệm nhìn sơ liền biết nhóm người này là tay mới. Tàn binh yếu ớt cộng thêm thu hoạch tràn đầy, đây đúng là như đang nói to với người khác mau đến cướp bóc chúng ta đi. Tuy kế hoạch này đơn giản nhưng vô cùng thực dụng đến khu vực loạn phong sơn không lâu lăng hàn phát hiện có người theo sau hắn cố ý kêu đội xe đi nhanh tỏ rõ ta đã biết không ổn phải chạy mau chiêu này rất hữu dụng hai canh giờ sau một đám người từ hai bên đường giết ra chặn lại đằng trước và đằng sau đường đi của họ một sơn tặc cười tùm tìm nói chúng ta chỉ cướp tiền nên hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói chờ chúng ta đi sẽ tha cho các ngươi tự do đây là nói dối nếu ai thật sự bó tay chịu trói thì chờ đợi là tay dơ đau chém nữ hoàng bước ra tính cách kiêu ngạo như nàng không thích hợp bảo vệ người khác, nên nàng chủ công, lăng hàn chủ phòng. Gió núi thổi váy dài nữ hoàng bay bay, phải dệt dán sát thân thể mềm mại vẽ ra dáng người hoàn mỹ vô khuyết. Một đống tiếng nuốt nước miếng vang lên, sơn tặc huyết sáo nói, đại mỹ nhân, gỡ khăn che mặt ra cho chúng ta xem đi. Lão cửu, không chừng nữ nhân này mặt xấu xí thì sao? Chỉ xem dáng người thì mặt xấu mấy lão tử cũng đè. Cùng lắm che mặt lại, tắt đèn thì đẹp cỡ nào cũng có ích gì. Ha ha ha, đám sơn tặc cười khả ố, ánh mắt dâm tà nhìn nữ hoàng. Sau mỗi lần đánh cướp nếu trong thương đội có nữ giới sẽ bị bọn chúng làm nhục. Vèo, bóng người chợt lóe, nữ hoàng đã lao ra ngoài. Lý niệm của nàng rất đơn giản, không thích thì giết. Một đầu người bay lên trời, nữ hoàng đứng bên cạnh lão cửu, đối phương chỉ còn cái xác không đầu, cổ tuôn máu như suối. Đám sơn tặc giật nảy mình, tốc độ rất kinh người, thực lực quá đáng sợ. Tiểu nương môn, dám giết người của chúng ta, lá gan to lắm. Một người như là thủ lĩnh bước ra âm trầm nhìn nữ hoàng. Vốn định tha mạng cho ngươi nhưng ngươi cứ muốn tìm đường chết. Thủ lĩnh phất tay nói, giết hết tất cả, đám sơn tặc hét to sông lên, năm người một tiểu tổ hình thành trận thế đặc biệt hòa cùng nhau, công hay phòng đều tăng uy lực mảng lớn. chương 1809, một lưới bắt hết. Nữ hoàng lắc người biến ra chín phân thân, 10 nữ hoàng như bươm bướm bay lượn, bay đến đâu mang theo gió tanh mưa máu tới đó các sơn tặc biến thành xác chết gục ngã, không ai đỡ nổi chiêu thứ hai của nữ hoàng dù bây giờ nàng đã tách ra 10 phân thân giết chóc. Thấy cảnh này đội lăng hàn sôi trào, thì ra đám sơn tặc này yếu như vậy. Không không không, không phải bọn sơn tặc quá yêu mà là nữ hoàng siêu mạnh. Trời, cứ nghĩ chỉ có lăng hàn mạnh, nhưng một người mạnh mấy sao đổ hết sơn tặc được. Có nữ hoàng hỗ trợ thì khác, một công một thủ, đủ bảo vệ bọn họ không có một người chết. Lời lăng hàn đã hứa không bị xét mẻ chút nào bọn họ sôi trào lao vào đám sơn tặc, giết, nữ hoàng đại khai sát giới, Lăng Hàn thì kiểm soát toàn cục. Lăng Hàn mở thần thức ra, ai gặp nguy hiểm hắn sẽ chém ra lôi đỉnh kiếm pháp, nhanh không tả nổi. Miễn đối thủ không phải lão tổ trảm trần thì Lăng Hàn có thể cứu người thành công. Thời gian lâu mọi người phát hiện ra điểm này, các tân binh tăng can đảm lên nhiều, cái này tương đương với bảo hiểm sinh mạng nên rất vũ dũng. Ngược lại bên Sơn tặc thì vì giết mãi không chết một thương nguyệt quân nào, thậm chí không tổn hại nặng được nên sĩ khí tụt thấp. Thủ lĩnh Sơn tặc lớn tiếng kêu gọi, bỏ chạy trước. Rút, 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 nhưng nữ hoàng truy kích thì ai chạy thoát được. Rất nhanh đám Sơn tặc bị diệt hết chỉ còn ba người sống để ép cung. Đây là trận đại thắng sướng lâm ly, phe thương nguyệt quân không ai bị thương nặng, vài người bị thương nhẹ. Dù quân chính quy đến chiến tích cũng không hơn bọn họ. Nên mọi người rất là phấn chấn, bọn họ biết thắng nhẹ nhàng vậy là nhờ có lăng hàn, nữ hoàng. Qua trận này lòng tự tin đều trở về với họ, bọn họ bị chừa lại thì sao, miễn có đội trưởng và phu nhân đội trưởng ở thì có đội nào đấu lại bọn họ. Thực lực của võ giả là từ đánh nhau mà ra, Lăng Hàn dùng trận đại thắng này được toàn thể đội viên tôn trọng. Lang Hàn tách ra thẩm vấn riêng Ba Sơn Tặc, đám Sơn Tặc này chưa phải là tất cả. Lang Hàn biết thủ lĩnh của Sơn Tặc tên Giang Vô Thương, thực lực siêu mạnh, mấy phó thủ lĩnh không đánh lại gã được. Số lượng Sơn Tặc còn lại khoảng 300 người. Lăng Hàn quyết định đại bộ đội nghỉ ngơi tại chỗ, hắn và nữ hoàng thì giết vào ổ sơn tặc tiêu diệt hết tất cả. Các đội viên phản đối quyết định này, mọi người cho rằng rất nguy hiểm. Trong sơn tặc trừ một thủ lĩnh cực kỳ vũ dũng ra còn có 8 phó thủ lĩnh, đều rất mạnh. Huống chi sơn tặc có 30 mấy đỉnh thánh vương, hơn xa ngô tinh nói chỉ có 10 người, Lăng Hàn và nữ hoàng xông vào hang ổ như vậy quá nguy hiểm. Đội trưởng, thực lực của sơn tặc cao hơn xa tư liệu chúng ta có được, chúng ta không cần cứng rắn va chạm mang tình báo về thì có công không lỗi. Đúng rồi, đội trưởng suy nghĩ lại đi, mọi người đều khuyên nhủ, bọn họ thật lòng bênh vực lăng hàn. Vị đội trưởng này và phu nhân quá mạnh, không chừng qua mấy vạn, mấy ức năm sẽ trở thành lão tổ trảm chân, khi đó tình cảm hôm nay rất quý giá. Lăng hàn cười cười nhưng kiên quyết lắc đầu, hắn phải đi ổ sơn tặc. Tại sao, đơn giản, đám sơn tặc cướp bao nhiêu thương đội rồi? Toàn bộ đều cướp sạch, mấy năm ngắn ngủi chúng đã tích lũy tài phú khổng lồ, Lăng Hàn đi thanh trừ thì mọi đồ vật thuộc về hắn. Báo cáo tình báo thì được lợi gì? Lăng Hàn và nữ hoàng xuất phát, ba sơn tặc đã khai địa điểm ổ sơn tặc nên hai người chỉ cần đi theo tuyến đường là được. Với thực lực hiện tại bọn họ không sợ có cạm bẫy, mai phục. Mặc cho sơn tặc đưa ra cái gì hai người đều có thể chấn áp. Đường núi rất khó đi, nếu bay trên trời sẽ bị rừng cây rậm rạp che đường dễ đi nhầm, nên Lăng Hàn, nữ hoàng mất nửa ngày mới đến sơn trại nếu không có tình báo của ba sơn tặc thì chỗ này thật khó tìm rất ẩn khuất henzi lúc trước có thương đội lớn mời nhiều cao thủ thanh trừ mà không hết lối vào ổ sơn tặc rất ẩn khuất giữa hai khối nham thạch phải co rút xương cốt mới trên qua được sau khi qua trước mắt rộng mở hẳn ra một sơn cốc to lớn đập vào mắt trong cốc có một cây to đâm trời xòe tán cây lớn che kín sơn cốc nếu không đi đường đó muốn phát hiện sơn cốc này cần vận may rất lớn hai người vừa xuất hiện liền hấp dẫn đám sơn tặc chú ý A, à, có kẻ xâm nhập, chết mất, sao nương môn này đẹp thế? Vì chỉ có Lăng Hàn nên nữ hoàng gỡ khăn che mặt lộ ra khuôn mặt đẹp Việt trần. Đám sơn tặc nhìn chố mắt quên mất mình là ai. Lăng Hàn âm trầm cười, năm ngón tay xòe ra, veo, Lăng Hàn bắn ra hơn 10 kiếm khí. Phập phập phập, 11 sơn tặc lập tức ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất. Sáng thế cảnh trong tiên vực không là gì, nên chết không khiến thiên địa cùng bi, chỉ có tiên vương chết mới khiến cõi đời buồn. Lối vào có 12 sơn tặc một sơn tặc sống sót còn cười dâm, chợt dùng mình sợ hãi hét to xoay người chạy, vừa chạy vừa gào ra kinh hoàng đến tột độ, tiếng hét nháy mắt truyền khắp cả sơn cốc. Lăng Hàn cố ý chừa một người sống để đối phương dụ ra tất cả sơn tặc. Lăng Hàn không nương tay, đám sơn tặc này quá tàn nhẫn, mỗi lần đánh cướp không chừa người sống. Nếu có nữ giới rơi vào tay bọn chúng thì càng sống không bằng chết, nhận hết hành hạ rồi bị giết. Đối với đám súc sinh không cần lưu tình, rất nhanh các sơn tặc chạy ra khỏi nhà đá, phòng gỗ, bọn chúng cầm vũ khí cực kỳ hung hãn làm sơn tặc cơ bản là gây sự trong thành có lẽ là người tốt bị ác bá đẩy vào ổ tặc nhưng sau khi làm sơn tặc thì mỗi người đã bán lương tâm không chuyện ác nào không làm dù vốn là người lương thiện cũng bị lạc trong giết chóc tâm linh vặn vẹo cho rằng mình chịu bất công trả thù lên người vô tội thấy nữ hoàng rồi mỗi sơn tặc nhìn đăm đăm cô nàng đẹp quá nữ hoàng đẹp lấn át tất cả dù trong trạng thái đối địch cũng khiến người vui vẻ thoải mái lang hàn mỉm cười nói nương tử là của ta, các ngươi đừng mơ, ai là giang vô thương đi ra nhận cái chết, một nam nhân trung niên bước ra, ha ha ha, chỉ bằng vào tiểu nhân vật như ngươi mà cũng mơ kinh động lão đại của chúng ta. Nam nhân trung niên là một phó thủ lĩnh trong sơn tặc, thực lực xứng là trùm trong đỉnh Thánh Vương. Đây là dùng vô số mài ra, trong tiên vực rất dễ bước vào sáng thế cảnh, muốn đến đỉnh đại viên mãn cũng dễ, bốn người ức nam dài là có thực lực. Trường 1810, Giang Vô Thương, Tuy đa số không chịu nổi thiên nhân chi ách càng lúc càng đáng sợ, nhưng có thể sống trên 20 ức năm thì ai chẳng có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hai đại thánh bình thường dám tới nơi này kêu gào. Phó thủ lĩnh nói, ha ha, tiểu tử, người tới tặng nương tử sao? Các sơn tặc khác cười phá lên. Phập, ngược phó thủ lĩnh phun máu bắn vào miệng mấy sơn tặc đang hả hỏng cười, mặt chúng dính đầy máu. Mấy người kinh hoàng ngừng cười, phó thủ lĩnh của chúng còn treo nụ cười từ từ ngã xuống đất một chùm trong đỉnh thánh vương bị diệt gọn trong tích tắc lăng hàn thu ngón tay về cười nói giang vô thương đi ra gặp ta đám sơn tặc nhìn nhau còn lại vài phó thủ lĩnh sắc mặt âm trầm nói cùng ra tay nam giết nữ bắt tuy rằng bọn họ cảm thấy hóc búa nhưng tiếc không nỡ giết nữ hoàng mỹ nhân tuyệt sắc như vậy nếu chết thì rất tiếc với lăng hàn thì không cần khách sáo ầm um, có ít nhất mấy trăm sơn tặc nhảy vọt lên công kích lăng hàn bọn chúng dốc hết sức ra các ngân hà hiển hiện, hiện vì sao sinh ra lại hủy diệt trong đó. Các đạo quy tắc hiện ra, đám sơn tập đều tu luyện đến sáng thế cảnh, không tới cảnh giới này thì không đủ tư cách tham gia vào bọn chúng. Nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, giết, chín phân thân cùng ra, cùng phát đại chiêu, trong sơn cốc lấp lánh thần quang, mỗi luồng sáng là tồi hồn đoạt mệnh. Lăng Hàn cũng ra tay, bùm, trong cơ thể hắn bộc phát ra một đoàn lửa như ngọn lửa diệt thế, ngọn lửa thanh tẩy, tẩy sạch tất cả hắc ám, dơ bẩn, nghênh đón thế giới mới. Cửu Thiên Hỏa, theo cảnh giới của Lăng Hàn tăng lên uy lực Cửu Thiên Hỏa càng lúc càng lớn, đây là một trong chín tổ hỏa của Tiên vực, bá đạo biết bao. Ầm, um, Cửu Thiên Hỏa cuốn lấy các sơn tặc chỉ kịp phát ra tiếng hét thảm sau đó bị đốt thành cho. Trốn, chạy trốn đi, chỉ mấy chiêu, tất cả sơn tặc mặt xanh lè quay đầu chạy. Đôi nam nữ này như ma quỷ, không thể đối địch. Lăng Hàn thò tay ra, thiện ác có báo, thiên đạo tuần hoàn, Cửu Thiên Hỏa biến thành cái lưới to trên sơn cốc ngăn cản mỗi sơn tặc chạy trốn. Lăng Hàn và nữ hoàng canh giữ con đường mặt đất duy nhất vào sơn cốc, cái này là đóng cửa đánh chó. Đám sơn tặc đỏ mắt giết trở về, liều, lần này bọn chúng không thương hương tiếc ngọc, nữ hoàng bị tấn công điên cuồng. So với mạng sống thì tiên nữ tuyệt sắc có là gì, chúng đều là kẻ bỏ mạng không phải tình thánh. Tiếc rằng cách biệt thực lực quá lớn, dù bọn chúng liều mạng thì sao? Lăng Hàn, nữ hoàng đồ sát không nương tay, Lăng Hàn căm hận đám sơn tặc không chuyện ác không làm. Nữ hoàng thì trong mắt không có người, trừ Lăng Hàn và những người liên quan tới hắn, sinh linh nào khác trên cõi đời này đều giống nhau trong mắt nàng, như chó chạy rông. Giết đám sơn tặc như giẫm chết mấy con kiến, cần gì dao động. Cuộc giết chóc chỉ kéo dài nửa nén nhang tất cả sơn tặc đều đền tội, mấy phó thủ lĩnh cũng không chịu nổi một kích. Bốp, 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 bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, một phan si áo xanh bước ra từ nhà tre, làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú khoảng 30 tuổi. Lăng Hàn hỏi, Giang vô thương, phan si áo xanh gật đầu, nhã nhận nói. Là tại hạ, Lăng Hàn hơi bất ngờ, hắn nghĩ thủ lĩnh Sơn tặc cùng hung cực ác thì nên là kẻ dã man cao to thô kịch, không ngờ là văn sĩ nho nhã. Giang vô thương không người chào Lăng Hàn, nữ hoàng, xem thực lực của hai vị thì tại hạ không qua được kiếp hôm nay, nhưng trước khi ra tay xin hai vị nghe tại hạ kể chuyện một chút. Lăng Hàn tò mò nói, mời nói, Giang vô thương suy nghĩ một lúc rồi kể, tại hạ không thể xem như võ giả, cả đời say mê nghiên cứu cổ sử, cứ ơi một thê tử dịu dàng xinh đẹp, sinh một nhi tử đáng yêu. Tuy luôn được người khen ngợi rất có thiên phú võ đạo nhưng tại hạ cực kỳ ghét đánh đánh giết giết. Nhưng, Giang vô thương ngừng lại, mắt vé lửa nói. Có một ngày tại hạ ra ngoài cùng bằng hữu tham thảo phần bị thiếu trong cổ sử, lúc về nhà thấy thê nhi đều chết. Tại hạ suýt điên lên, sau khi tỉnh táo lại dựa theo manh mỗi giải rác tìm rất nhiều người mới biết là một tử đệ hoàn khố của đinh gia mê nhan sắc của thê tử ta, muốn cưỡng ép. Thê tử thà chết không theo, bị hắn đánh chết, vì chút giận hắn còn ném chết nhi tử mới 3 tuổi của Tại Hạ. Tại Hạ đi báo thù nhưng không vào được cửa dinh gia đã bị đánh gần chết ném ra khỏi thành, mặc cho Tại Hạ mục thành nắm xương. Tại Hạ vốn chết chắc, nhưng trời không bỏ rơi Tại Hạ, đất nứt ra cam tuyền giúp Tại Hạ lành vết thương. Tại Hạ biết thực lực của Đinh gia quá mạnh, đời này không có khả năng báo thù. Bởi vậy Tại Hạ làm sơn tặc, hễ thương đội ra khỏi Thương Nguyệt thành là Tại Hạ sẽ huyết tẩy, chế tạo chút Rắc rối cho Đinh gia. Cái này Lăng Hàn thầm thở dài, Giang vô thương gặp tình cảnh rất thảm, cũng đáng giá đồng tình, nhưng gã vì khiến Ninh ra đau một chút mà giết biết bao nhiêu người vô tội, khiến bao nhiêu nữ giới gặp vận mệnh như thê tử của gã. Người này đã hoàn toàn bị thù hận vặn vẹo tâm linh. Lăng Hàn tạm dừng rồi nói, người đã là đỉnh thánh vương, có thiên phú bất phàm sao không thử vào chảm chân. Ít ra có hy vọng báo thù, Giang vô thương nhìn lên trời, nở nụ cười dịu dàng. Tại hạ không nỡ bỏ nhất là tình yêu với thê nhi, nhưng trảm trần chém xuống một đao sẽ cắt đi tình yêu này tại hạ thả không báo thù này trảm trần chém mình một nhát đao cắt đứt duyên trần quan trọng nhưng phàm nhân cũng vì không thể bỏ được nên mới là phàm nhân một đao tiên phàm đâu dễ chém xuống giang vô thương là người nặng tình vì không quên tình với thê nhi nên gã không đột phá trảm trần bỏ cả thù lớn lang hàn khẽ thở dài giang vô thương người làm ác quá nặng ta không thể không giết ngươi nhưng ta có thể với ngươi có ngày ta sẽ đẩy ngã đinh ra, trả lại một lẽ công bằng cho ngươi. Giang vô thương cười to bảo, mặc kệ hai vị có thành công hay không tại hạ xin cảm ơn trước. Đây là trận chiến cuối cùng của tại hạ, hãy để người chán ghét chiến tranh như tại hạ tỏa sáng một trận đi, trong tận cùng để lại dấu ấn cuộc đời. Giang vô thương gầm nhẹ, khí thế đáng sợ tuôn ra từ cơ thể gã đủ khiến đỉnh thánh vương run rẩy. Khi tại hạ ở hàng hà cảnh tu luyện ra 600 vạn ngôi sao, nếu không phải tại hạ không có ý với võ đạo thì rất có thể trùng kích trăm vạn, hay cực độ một ngàn vạn ngôi sao. chương 1811, quyển trục không mở ra được. Giang vô thương thản nhiên nói, nên hai vị đừng sơ ý, không thì bị tại hạ chém gục, ha ha. Lăng Hàn nhìn sang nữ hoàng, để ta làm đi, tuy Giang vô thương tội ác tài trời nhưng xem như một nam nhi, để hắn tiến gã đi chẳng cuối cùng. Nữ hoàng dịu dàng gật đầu lùi sang bên cạnh, Giang vô thương hét to một tiếng, giết, ầm, um giang vô thương lao ra hai tay biến thành mặt trời ánh sáng chói lòa soi tỏ giang vô thương là kỳ tài võ đạo bẩm sinh dù không bỏ công vào võ đạo nhiều nhưng sức chiến đấu vẫn mạnh đáng sợ mỗi một kích khiến thiên địa mất sắc nếu đặt ở cổ giới thì giang vô thương thở một hơi có thể đánh nát một hành tinh lớn tiểu thánh dù muốn phá hủy một ngôi sao phải mất thời gian lâu tích xúc địa chiêu thổi một hơi hủy diệt một vì sao là khái niệm gì nhưng ở trước mặt lăng hàn thì không đủ đừng nói sức chiến đấu của lăng hàn vô địch trong sáng thế cảnh dù hắn không đánh trả thì Giang vô thương công phá được khí lực của hắn không. Lăng Hàn không vội vàng tấn công, đây là trận chiến cuối cùng của Giang vô thương, hắn quyết định cho đối phương thỏa thích giải phóng sức chiến đấu, trong thăng hoa tổn độ chấm dứt mạng sống Giang vô thương. Giang vô thương hoàn toàn không có ý nghĩ thắng thua, gã chỉ bày ra toàn bộ võ đạo cả đời mình lĩnh ngộ. Với thực lực của Giang vô thương có thể đồ sạch ổ tặc này, sức chiến đấu rất mạnh. Giang vô thương ít khi chiến đấu, một chiêu một thức rất là trúc chắc, nhưng gã có ý nghĩ chiến đấu, với thiên phú của gã nhanh chóng nhanh chóng biến thành quen tay, vô tình. Lăng Hàn có lòng yêu tài nhưng hắn dần xuống xúc động đó. Ầm, uhm, Cửu Thiên Hỏa hừng hực, điện thiểm đang vận chuyển, Lăng Hàn đột phá ngay mặt, Tuế Nguyệt Thiên Thu mục giữa tất cả công kích, hắn đấm vào ngực Giang Vô Thương. Phập, nắm tay xuyên qua sau lưng nhưng không dính chút vết máu, Cửu Thiên Hỏa thiêu đốt thì làm gì có giọt máu. Giang Vô Thương ho ra máu, gã nhìn Lăng Hàn, ánh mắt dần tối tăm, khóe môi cong lên giải thoát bản thân như vậy chính gã cũng hận nhưng giang vô thương không dám tự sát thù sâu hận đậm luôn quất vào gã giang vô thương điên cuồng trả thù người khác thật ra là đang tìm đường chết hy vọng có cường giả xuống tay giúp lấy mạng của gã vậy thì giang vô thương có thể đoàn tụ cùng thê nhi dưới suối vàng nếu có kiếp sau bọn họ sẽ làm phu thê phụ tử nữa cửu thiên hỏa rực cháy giang vô thương thành cho tàn quay về với thiên địa lăng hàn im lặng một lúc quay đầu cười với nữ hoàng lục tìm đi sau đó về nhà Nữ hoàng gật đầu nói, ừm, um, trong mắt nữ hoàng chỉ có lăng hàn, sẽ không vì câu chuyện và cái chết của Giang vô thương ảnh hưởng tâm trạng, nhưng hai chữ về nhà biến nàng thành tiểu nữ nhân dịu dàng. Hai người cướp hết báu vật trong ổ của Sơn Tặc, có nhiều đan dược, vải vóc, thánh liệu, thánh dược. Nếu gặp thần thiết lăng hàn cho tiên ma kiếm nuốt, một lúc sau nó thăng cấp. Thập cửu dai, quả nhiên tiên vực có sản vật phì nhiêu, muốn đến nhị thập dai khá dễ dàng. Nhưng từ thần thiết đến tiên kim rất khó vượt qua, Tiên ma kiếm không chỉ phải cắn nuốt nhiều nhị thập giai thần thiết còn phải vượt qua thiên địa thử thách. Tiên khí tương đương với đẳng cấp tiên vương, đâu dễ đến được. Nữ hoàng ở không xa kêu lên: "Lăng Hàn, qua đây xem này, đây là chỗ sơn tặc chứa báu vật, có vài thứ bị phân chia, nhưng phần lớn báu vật còn ném ở đây, không bị thu vào không gian chứa đựng." Nữ hoàng cầm một quyển trục đen thui, rất nặng, cực nặng. Đây không phải làm bằng giấy mà là kim loại kéo tơ dùng lông thú bệnh ra nhìn từ bề ngoài quyển trục từng tầng bị sợi dây cột lại nhưng không thể gỡ bỏ hình như đây không phải sợi dây mà là gắn chết với quyển trục sức mạnh mấy cũng không thể gỡ ra lăng hàn và nữ hoàng liếc nhau thấy ngạc nhiên trong mắt đối phương lăng hàn nói chắc ra từ tay một cường giả có lẽ chỉ là phong thư nhưng nếu không đủ đẳng cấp thì không có tư cách mở ra lăng hàn đã là cường giả mạnh nhất dưới chảm trần vậy mà không có tư cách mở quyển trục ra nhìn xem hai người dùng đủ cách nhưng không được cất vào trước đi Lăng Hàn muốn bỏ quyển trục vào hắc tháp nhưng ngạc nhiên phát hiện không thể được, vì hắn không cách nào dùng thần thức bao bọc quyển trục này. Ví dụ thần thức của Lăng Hàn là tấm lưới, quyển trục là vật nặng trong lưới cá, nặng đến mức hắn kéo lưới sẽ bị rách lưới. Lăng Hàn đành mang quyển trục bên mình, ý đồ dùng hắc tháp mở quyển trục ra cũng thất bại. Nhưng lần này có thu hoạch lớn, được trăm gốc thánh dược, nếu sơn tặc không tiêu hao phung phí thì số lượng còn nhiều hơn nữa. Có nhiều thần thiết nhưng bị tiên ma kiếm nuốt hết, có ngàn khối tinh thạch, thứ này có thể trợ giúp ngộ đạo. Có nhiều vải vóc do yêu thú sáng thế cảnh phun tơ bệnh ra, đẳng cấp thánh liệu, nếu làm thành quần áo thì tính năng phòng hộ rất cao. Lăng Hàn rất vừa lòng, nếu không có câu chuyện bi thảm của Giang vô thương thì hắn càng vui vẻ hơn. Nhưng điều này khiến Lăng Hàn càng kiên quyết san bằng Đinh Gia. Dù ở cổ giới hay tiên vực Lăng Hàn chưa từng nghe Đinh Gia là người tốt, toàn nghe, tự thể nghiệm sự bá đạo của Đinh Gia. Lăng Hàn, nữ hoàng trở về, khi đám người biết nguyên ổ sơn tặc bị hai người dẹp sạch thì hoan hô rung trời. Không ai ngu nhắc tới chiến lợi phẩm, trên đường về bọn họ dơ cờ thương nguyệt quân, vào thành khỏi phải nộp phí mà được cho đi, tập thể trở lại doanh địa. Lang Hàn báo cáo tình hình chiến đấu với Ngô Tinh, hắn chỉ nói sơ đám sơn tặc yếu bị bọn họ nhẹ nhàng tiêu diệt. Đội trăm người chỉ có bảy người bị thương nhẹ, không có người chết, thậm chí không có bị thương nặng. Chiến tích này làm Ngũ Tinh giật mình, gã đích thân kiểm tra cả đội, nhìn đống xác chết, binh khí bọn họ mang về, đây là chứng cứ xác thực. Ngô Tinh chạy đi báo cáo với Đinh Hổ, chốc lát sau có mệnh lệnh truyền xuống, yêu cầu Lăng Hàn nộp toàn bộ chiến lợi phẩm lên. Lý do vì đây là tổn thất thuộc về Đinh Gia, phải xung công. Lăng Hàn nghe vậy suýt đập bàn, tại sao có rất nhiều người chịu tham gia vào thương nguyệt quân. Trừ có tương lai ra theo quân chinh chiến được chiến lợi phẩm đều thuộc về mình. Đến lượt hắn thì thay đổi, phải nộp lên trên, chó chết, lại là tiện nhân Đinh Hổ mắt lang hàn rực cháy lửa giận với tài lực của đinh hổ đinh ra đâu thèm để ý chút thu hoạch trong ổ sơn tặc đinh hổ cố ý buồn nôn hắn ngươi là lão tổ trảm trần mà chèn ép một sáng thế cảnh như vậy không biết ngượng sao còn muốn mặt mũi không chuyện tiếp theo xảy ra đảo ngược tình thế đinh hổ bị điều đi thay thế là một vị phó thống lĩnh của long gia long cao phi chương 1812, thống lĩnh mạo đại lang hàn tìm mạo thư ngọc ngay có thể ảnh hưởng điều động phó thống lĩnh còn là phe phái khác nhau thì chỉ một người làm được mạo đại thống lĩnh mạo thư ngọc gật đầu nói đúng vậy ta kể tình huống cho phụ thân nghe mạo thư ngọc tức giận nói không cần cảm ơn bản cô nương bản cô nương chỉ gai mắt tên đó phi lão tổ chảm trần gì ăn hiếp người không biết ngược. lang hàn cười nói vẫn phải đa tạ nàng đã giúp ta một việc lớn mạo thư ngọc nói phải rồi phụ thân nói nếu có rảnh thì đến chỗ phụ thân ngồi chơi lang hàn ngạc nhiên hắn bị đinh hổ chèn ép đến không ai muốn theo hắn lăn lộn. Nếu không có quy định thì lăng hàn thành tư lệnh không binh, chỉ có một nữ hoàng dưới tay, tổ thành quân đoàn phu thê. Dù vậy lăng hàn vẫn bị chèn ép, như đinh hổ lúc trước nói, mỗi đội trưởng được thưởng 10 khối tinh thạch, 9 người đã lấy được có mình hắn thì không. Lăng hàn có thể đi đòi đinh hổ sao? Chắc chắn sẽ bị đối phương nhục nhã. Trong cuộc thanh trừ cướp lăng hàn biểu hiện thực lực cường đại, được dưới tay tôn trọng nhưng vừa về tới doanh địa là mọi người tự động phân chia giới hạn với hắn hết cách ai dám để một vị lão tổ trảm trần ghi nhớ mình có lẽ sẽ có ngày lăng hàn nổi bật nhưng từ sáng thế cảnh đến trảm trần kẻ ghê gớm nhất cũng phải tích lũy mấy ngàn vạn năm lăng hàn có thể chờ nổi thời gian dài vậy không lúc này mạo đại kêu lăng hàn đi ngồi chơi nói là ngồi chơi nhưng là cho người ta xem mạo đại ta xem trọng tiểu tử này mạo đại là ai cường giả tam trảm rất có thể bước vào tứ trảm một nhân vật rất oách nếu mạo đại hết sức che chở lăng hàn thì đinh hổ là cái thá gì Đinh gia sẽ bị chuyện này mà xích mích với mạo đại, đẩy gã nghiêng hướng hai gia tộc lớn khác sao? Lăng Hàn mỉm cười nói, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay đi. Được thôi, Mạo Thư Ngọc gật đầu nói, đi theo ta, phụ thân cũng rất tò mò về ngươi, cảm thấy ta nói rất khoa trương, ngươi không lợi hại đến vậy. Hai người ra khỏi doanh địa, bọn họ vốn không thể trực tiếp rời đi nhưng thân phận của Mạo Thư Ngọc đặc biệt, tùy tiện lấy tấm ra hổ Mạo Đại gia là mấy giáo quan sợ run, đành cho đi. Đinh Hổ đột nhiên bị bỏ cũ thay mới, ai đều đoán là Mạo Đại làm. Người của Mạo Đại đã nhìn vào đây, ai không thầm run. Cường giả tam trảm, còn là tương lai tươi sáng có thể bước vào tứ trảm, ngang ngửa các lão tổ của ba gia tộc lớn, trở thành mạnh nhất Thương Nguyệt Thành. Mạo Đại tỏa trấn trong Thương Nguyệt Quân, không phải doanh địa quân dự bị nho nhỏ. Nguyên Thương Nguyệt Quân có 9.000 người, ba quân đội Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước chia đều 3.000 người. Còn trăm người để thay thế bổ sung nhân viên, bởi vì mỗi năm Thương Nguyệt Quân sẽ mất một ít người cần được bị bù đắp vào, nguồn đến từ quân dự bị. Những nhân viên bổ sung này do Trương Sung quản lý, gã là đồ đệ duy nhất của Mạo Đại, sớm đến đỉnh Thánh Vương. Nghe nói Trương Sung có hy vọng trùng kích Trảm Trần Cảnh, chờ Lâm Trần Uyên mở ra, nhờ vào đại đạo thiên địa ở đó để chém duyên Trần. Mạo Thư Ngọc mang Lăng Hàn vào quân doanh, người nơi này đều biết nàng, gật đầu chào, không hỏi han tiếng nào. Cũng đúng, Lăng Hàn chỉ là đại thánh, ai lo hắn làm bậy tại đây. Trong binh doanh có một tòa biệt viện, bên ngoài không lớn nhưng bên trong thì khác, có núi có hồ, như thế ngoại đào nguyên. Đây là một không gian thần khí, chỉ vì thần khí rất lớn nên làm thành hình dạng viện tử. Cửa có người ngồi, thấy mạo thư ngọc đi tới liền nhảy vọt lên. Sư muội người đó ánh mắt đầy cảnh giác nhìn lăng hàn ý bảo nữ nhân này là của ta, người không được cướp. Người này là Trương Sung, đệ tử duy nhất hiện nay của mạo đại. Mạo thư ngọc ngọt ngào kêu, sư huynh, Mạo Thư Ngọc xem vị sư huynh này là huynh trưởng, bởi vì phụ thân luôn say mê tu luyện, Trương Sung làm bạn với nàng nhiều còn hơn Mạo Đại. Lăng Hàn cười chào, "Xin chào Trương huynh." Trương Sung lộ vẻ bất mãn, "Ngươi chỉ là đại thánh, ta là thánh vương, dù không kêu một tiếng tiền bối tại sao không gọi Trương đại nhân?" Mạo Thư Ngọc hỏi, "Phụ thân đang tu luyện à?" Trương Sung nhìn Mạo Thư Ngọc, bất mãn hóa thành nụ cười cưng chiều. "Mới tu luyện xong, đang nhấm nháp trà." Mạo Thư Ngọc nói với Lăng Hàn, "Ngươi thật may." vào đi mạo thư ngọc nói với trương sung sư huynh ta gặp khó khăn trong tu luyện sư huynh tham khảo với ta đi trương sung vốn đang bực nhưng nghe mạo thư ngọc nói thế thì cái gì cũng bay biến hết khó khăn gì lang hàn cười hắn nhìn ra được trương sung thích mạo thư ngọc nàng cũng đầy hảo cảm với sư huynh này nhưng nha đầu hơi chậm hiểu về tình cảm chưa nhận ra lang hàn vào viện tử đằng trước là đường hành lang cong cong một cái hồ nước lăn tăn phương xa có ngọn núi xanh sương mông lung tựa cảnh tiên phương xa hơn, một nam nhân đang ngồi thả câu, uống trà, rất là nhàn nhã. Lăng Hàn bước tới sau lưng nam nhân, chắp tay chào. Lăng Hàn xin chào tiền bối, đây là mạo đại, chỉ một bóng lưng đã như ngọn núi lù lù bất động, ai ở trước mặt gã chỉ có thể ngước nhìn. Cường giả tam trảm sắp xung hợp cùng thiên đạo, mạnh đến không thể tả. Mạo đại không lên tiếng, qua một lúc lâu gã nhấc cần câu lên. Một con rắn nước to bị mạo đại kéo ra khỏi mặt nước, lăng hàn giật mình thấy rắn nước có sừng, có chân đây không phải rắn mà là rồng chân long ở cổ giới xếp vào hàng thần thú mạnh nhất trước mặt vị cường giả này thì như rắn nước bị gã nhẹ nhàng câu lên tháo khỏi lưỡi câu tùy tay ném vào hồ lớn gã cười nói tiểu tử bướng bỉnh này biết ta sẽ không bị thương ngươi ăn bao nhiêu mồi cá của ta rồi chân long nổi lên mặt nước phun bong bóng như đang trả lời sau đó lặn xuống nước mất tăm đây là một con chân long nhưng còn rất nhỏ chân long trong cổ giới miễn lớn lên bình thường thì là sáng thế cảnh nhưng cấp bậc tiên vực rất cao, còn là ấu long đã là sáng thế cảnh, nếu trưởng thành có lẽ là chạm trần hoặc mạnh hơn nữa. Vấn đề là không phải huyết mạch có thể giải quyết chuyện này, phải đi chỗ đặc biệt trong tiên vực cắt đứt xuyên trần. Bước vào phân hồn, tiên phủ đều làm như vậy, phải ở chỗ đặc biệt trong tiên vực mới có thể đột phá. Mạo đại xoay người lại, tựa như nguyên vũ trụ ập vào mặt. Lăng Hàn trông thấy không phải một người mà là đại đạo thiên địa. Chỉ trong khoảnh khắc rồi cảm giác biến mất, Mạo đại khoanh tay đứng, áo xanh bay bay. Mạo đại không cao lớn, vóc dáng hơi gầy, cho cảm giác nho nhã. Mạo đại nói, người trẻ tuổi, người thật bất phàm, chương 1813, cái gì là chảm chân? Người rất bất phàm, không phải trương tam hay lý tứ khen mà là đánh giá của vị cường giả tam chảm. Lang Hàn khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, mạo đại cười bảo, không cần khiêm tốn, khiêm tốn quá mức là kiêu ngạo. Lang Hàn cười nói, đúng là vãn bối rất bất phàm, chưa gặp đối thủ trong cùng đẳng cấp. Mạo đại sửng sốt sau đó cười phá lên. Ha ha ha, thú vị, rất thú vị. Mạo đại dừng cười, ở trước mặt ta mà vẫn gióng giạc nói chuyện giống như ngươi cho đến nay chỉ có một người trẻ tuổi làm được. Lăng Hàn nói, đó là vì tiền bối bình dị gần gũi nên vãn bối mới dám nói thẳng. Mạo đại vươn tay điểm hướng Lăng Hàn, vuốt mông ngựa giỏi, ta rất hưởng thụ. Mạo đại chắp tay sau lưng bước đi, đi dạo với ta, Lăng Hàn cất bước đi theo, đương nhiên sẽ không đi song song với Mạo đại mà tụt sau một bước nhỏ. Mạo đại đột nhiên hỏi, ngươi đến một ngàn ngàn vạn ngôi sao mới đột phá sáng thế cảnh đúng không? Lăng Hàn do dự một chút mới đáp, đúng vậy, mạo đại đã bày ra thiện ý, hơn nữa dở trò khôn vặt trước mặt cường giả như vậy là không khôn ngoan. Mạo đại tạm dừng, sau đó bình tĩnh nói, không ngờ mạo đại ta thật sự gặp một thiên tài tu ra hằng hà cực cảnh thật sự. Người trẻ tuổi, ta rút lại lời bình lúc trước, người không phải rất bất phàm mà là siêu phàm. Đánh giá này rất cao, siêu phàm, thoát tục lăng hàn cười cười mạo đại đã bảo hắn đừng khiêm tốn vậy hắn sẽ không khách sáo đúng là hắn rất ghê gớm đánh nhau với cùng đẳng cấp thì chỉ có thánh tử thánh nữ của đại giáo mới sánh bằng được ví dụ như hổ nữ mạo đại bỗng đổi đề tài hỏi người trẻ tuổi người có biết cái gì là trảm trần không trảm trần chẳng phải là cắt đứt duyên trần sao lăng hàn suy nghĩ nói là chém mình một đao vứt bỏ tình cảm quý giá nhất của mình mạo đại gật đầu nói thiên đạo lạnh lùng vô tình muốn trường sinh bất tử thì phải trả giá năm xưa ta yêu quý nhất là thê tử nữ nhi của mình ta chém mình ba đao mặc cho ta cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể tìm về cảm giác năm xưa đối với thê tử nữ nhi đây là bi ai rõ ràng từng yêu tận xương nhưng bây giờ không thể nhớ lại cảm giác cũ vì đây là tự mình chém đứt sạch sẽ lang hàn hơi hiểu tại sao giang vô thương thà từ bỏ hy vọng báo thù cũng không chịu đột phá chảm trần vì từ ý nghĩa nào đó sau khi chảm trần thì mình không còn là mình mạo đại khẽ thở dài đây là tiếc nuối cả đời ta cũng vĩnh viễn không cách nào bù đắp mạo đại nhìn lăng hàn hỏi người trẻ tuổi người có thứ gì mình xem trọng không muốn vứt bỏ không lăng hàn gạt đầu ngay có chắc chắn có cách nào đó để chém đao kia chỉ dứt bỏ tình cảm hắn không quá chú trọng mạo đại nhìn lăng hàn chậm rãi nói một số người không muốn chém đứt thứ mình yêu quý cố ý dở trò với ký ức của mình biến mình thành một người khác yêu người khác định chờ lúc chảm trần thì dùng tình cảm này thay thế. Nhưng trước đại đạo thiên địa thì võ giả sẽ trực diện bản tâm, mặc cho ngươi dở trò gì đều uổng phí. Muốn vào chảm trần thì phải chém duyên trần ràng buộc sâu nhất với ngươi. Lăng Hàn run rẩy, hắn có rất nhiều người yêu quý, đều là ký ức hắn không muốn chém đứt. Mạo đại thấy sắc mặt Lăng Hàn nghiêm trọng thì cười nói. Người đời cho rằng chảm trần chỉ có thể chém chính mình, nhưng không biết có một loại đạo chảm trần không chém vào bản thân. Lăng Hàn kích động hỏi, xin tiền bối chỉ giáo lăng hàn cong lưng sát đất nếu có thể không chém mình mà thành trảm trần cảnh thì mấy lời mạo đại nói hôm nay quý giá còn hơn công pháp tiên vương mạo đại vui vẻ cười nói chém chính mình là tiểu đạo đạo cường đại thật sự là chém thiên địa chém thiên địa lăng hàn há hốc mồm trảm trần phải chém nứt duyên trần dung hợp với đại đạo thiên địa chém thiên địa thì làm sao dung hợp đại đạo thiên địa bị bài xích mới đúng mạo đại giải thích rằng chém thiên địa là cách ta thấy trong một cổ tích. Năm xưa có vị vô thượng thiên kiêu chém thiên địa thành sáng thế cảnh, không nhờ lực lượng thiên địa, tự dựa vào bản thân cường đại. Ta là trời, là đất, lời ta nói là vạn pháp. Nghe mấy câu sau Lăng Hàn sôi trào máu nóng, đây là con đường cường đại mà Lăng Hàn vẫn luôn theo đuổi. Nhưng chém chính mình đã khó như lên trời, huống chi là chém thiên địa. Điều tình mạo đại nghiêm túc nói, chém thiên địa một đau ngươi sẽ bị thiên địa phản phệ, dù thành công chém thì khả năng chết rất lớn, biểu tình lăng hàn kiên quyết nói đa tả tiền bối chỉ điểm mê kính vãn bối cảm thấy có thể đi thử con đường này mạo đại gật đầu nói ngươi là một thiên tài thật sự ta không muốn để ngươi có tiếc nuối như ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua ta biến càng mạnh hơn nữa với hàng hà cực độ đột phá sáng thế cảnh trở thành chảm chân ngươi tối đa chỉ vô địch cùng đẳng cấp cùng đẳng cấp là nhất chảm đấu với nhất chảm nhị chảm với nhị chảm nếu ngươi có thể từ cơ sở này chém thiên địa tiến vào chảm trần thì có thể vượt một giai mà vẫn vô địch. Chuyện này không thể tưởng tượng, mới vào nhất chảm đã có thể xử cường giả đỉnh nhị chảm. Nhưng trong tiên vực mấy ai làm được, chỉ hàng hà cực độ đã làm khó bao nhiêu người, rồi còn phải chém thiên địa, dù thành công chém xuống nhát đao kia đa số người không qua nổi thiên địa phản phệ. Chỉ có vương giả thật sự mới thành tựu vĩ tích như vậy. Theo bổn tọa biết gần thương Nguyệt Thành có 7 chỗ bí cảnh chảm chân, trong đó Lâm Trần Uyên rất nhanh sẽ mở ra, có lực lượng thiên địa mạnh nhất theo bổn tọa suy tính đủ cho ngươi chém thiên địa, nhưng hai năm sau Lâm Trần Uyên mới mở, chút thời gian này rất ngắn cho ngươi đến đỉnh Thánh Vương, tích lũy đủ lĩnh ngộ. Lần sau Lâm Trần Uyên mở ra là một ngàn vạn năm sau. Mạo đại tiếc núi lắc đầu, muốn chém một đao thiên địa cần có lực lượng thiên địa cường đại, chỉ Lâm Trần Uyên mới phù hợp yêu cầu, nhưng thời gian không đúng. Nhưng chờ ngươi đến đỉnh Thánh Vương có thể đi khắp nơi xem, tiên vực rất lớn, sẽ có bí cảnh chảm trần ngang bằng Lâm Trần Uyên. Lăng Hàn lại vái cảm ơn, những tư liệu này đối với người khác là vớ vẩn, dù biết không thể chém mình thì sao. Không cách nào chém thiên địa, nhưng với Lăng Hàn là rất quý giá, giải quyết vấn đề lớn luôn làm hắn lo lắng. chương 1814, đại biểu, Mạo Đại phất tay nói, đi đi, Mạo Đại tạm dừng, nói tiếp, nếu gặp rắc rối gì có thể đến tìm ta. Câu nói này đã nói lên Mạo Đại xem trọng Lăng Hàn cỡ nào. Lăng Hàn khom người cảm ơn, tuy Mạo Đại nói vậy nhưng Lăng Hàn sẽ không hở chút chạy tới làm phiền vị này, Tưởng người ta rảnh rỗi lắm sao? Lời hứa này chỉ có thể dùng vào lúc then chốt nhất. Lăng Hàn trở lại, thuật lại những lời mạo đại nói cho nữ hoàng nghe, nàng rất mừng. Nữ hoàng quý trọng nhất đương nhiên là tình cảm với Lăng Hàn, nàng tuyệt đối sẽ không chém nó. Nữ hoàng thà không vào trảm Trần cũng quyết tâm cùng Lăng Hàn yêu nhau suốt đời. Nhưng bỗng nhiên gió đổi chiều, có một lựa chọn khác. Chém thiên địa chắc chắn khó hơn chém bản thân, không chỉ khó một chút mà là gấp trăm lần nhưng có thể giữ lại tình cảm với Lăng Hàn, vừa khiến mình sức chiến đấu hơn xa chảm trần cảnh bình thường. Với nữ hoàng vô cùng kiêu hãnh thì đây là lựa chọn duy nhất của nàng, cũng là lựa chọn tốt nhất. Không có đinh hổ khiến Lăng Hàn sống dễ chịu nhiều. Rất nhiều người vẫn hết sức cẩn thận xa lánh Lăng Hàn, không chừng tương lai bọn họ tham gia vào bạch hổ quân thì sao. Huấn luyện tiếp tục, năm ngày sau, nhóm Lăng Hàn, Mạo Thư Ngọc bị triệu tập lại. Trừ đinh khiếu trần không phải đội trưởng ra chín người khác đều có mặt. Long Cao Phi ngồi ngay ngắn nhìn người người, nói, hôm nay triệu tập các ngươi cùng nhau vì cho các ngươi tham gia một trận tỉ thí, đối thủ là một đội trong Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Quân. Đồ Khang, Long Cao Phi tạm dừng, nhìn sang bên cạnh, tiếp theo ngươi nói chi tiết đi, Đồ Khang cung kính nói, tuân lệnh đại nhân, sau đó Đồ Khang giải thích, thì ra dưới sự cai trị của Hắc Nguyệt Giáo có 237 thành nhất tinh, mỗi cách mấy trăm năm sẽ cho những thế lực này tổ chức một đội 10 ngày đi hắc nguyệt thành tham gia tỷ võ, giới hạn sáng thế cảnh. Đây là cơ hội sau khi tham gia vào thương nguyệt quân, nếu có thể nổi bật được cao tầng của hắc nguyệt giáo thưởng thức là có cơ hội ở lại thành nhị tinh, không chừng tương lai có cơ hội đi thành tam tinh, được phó ra nhìn chúng. Nhưng trước kia toàn là ba quân chính quy trực tiếp đánh, sau khi rút thăm có một đội miễn đánh, hai đội kia đánh trước, người thắng đánh với đội còn lại, cuối cùng người thắng đại biểu thương nguyệt thành ra trận. Lần này vì công bằng quyết định cho thêm một đội, nhưng hiển nhiên ba quân chính quy nào rút chúng nhóm Lăng Hàn cũng sẽ chiếm ưu thế. Quân chính quy mà không đánh lại quân dự bị, Lăng Hàn không cho rằng như vậy, trong quân chính quy có có thiên tài trong thiên tài nhưng so với hắn thì chẳng là gì. Tiếc rằng nữ hoàng không thể tham gia, lần này chỉ tuyển đội trưởng của 10 đội. Tại sao Đinh Khiếu Trần có thể đến? Đội trưởng của đội Đinh Khiếu Trần nói thân thể khó chịu nên nhường danh ngạch, thế là gã được bổ sung. Gì mà người khó chịu, chắc là đinh ra cho roi và kẹo ngọt buộc người đó tặng danh ngạch. Nếu bọn họ thắng, đại biểu thương Nguyệt quân xuất chiến thì mỗi người được thưởng 100 khối tinh thạch. Nếu trong chiến đấu Hắc Nguyệt Thành được thứ hạng cao thì giải thưởng càng phong phú. Ba gia tộc lớn đã tuyên bố nếu giành được hạng nhất mỗi người sẽ được thưởng một khối chuẩn tiên kim nhất tinh. Đừng tưởng rằng chuẩn tiên kim nhất tinh không đáng tiền, ngược lại muốn dung hợp hoàn mỹ hai khối nhị thập giai thần thiết phải trả giá rất lớn, cần cường giả đẳng cấp chạm trần ngày đêm rèn tạo không phải mỗi lão tổ chạm trần đều được, phải có tạo nghệ rèn cực cao, cái này quyết định dù là chuẩn tiên kim nhất tinh cũng cực kỳ quý giá. Đừng nói người khác, Đinh Khiếu Trần cũng nổi máu tham. Nếu ở sáng thế cảnh được một món chuẩn tiên khí thì oách biết mấy. Đinh Khiếu Trần rất biết tự lượng sức, ít ra còn tích lũy ức năm mới có thể bước vào chạm trần, nên chuẩn tiên khí rất hấp dẫn. Chờ Đinh Khiếu Trần vào chạm trần mới được gia tộc ban cho một món chuẩn tiên khí. Có một vấn đề hiện thực là bọn họ làm sao cạnh tranh với quân chính quy. Người ta tu luyện lâu hơn bọn họ vô số năm, càng phối hợp ăn ý, hoàn toàn phát huy sức chiến đấu của 10 người hoặc mạnh hơn nữa. Còn bọn họ, mới có vài ngày, bọn họ có thể bồi dưỡng ra ăn ý thế nào? Hơn nữa nổi bật trong quân chính quy thì ai không là cường giả vô địch trong sáng thế cảnh. Sáng thế cảnh không có cuối, số lượng ngôi sao tu đến 100 ức là hoàn thành tích lũy nguyên lực, nếu lĩnh ngộ cảnh giới đủ thì có thể trùng kích chạm trần. Bởi vậy lực lượng hoàn toàn có thể đột phá hạn chế trăm ức, tu luyện thêm mấy ức năm mấy chục ước năm rất có ưu thế đương nhiên sau trăm ước ngôi sao muốn tu ra ngôi sao mới thì càng lúc càng khó khăn như từ hàng hà cảnh bước qua trăm vạn ngôi sao mỗi đi một bước là vô cùng khó chỉ có thiên tài mới tiếp tục tăng tiến vùn vụt cách biệt lực lượng tranh lệch phối hợp bọn họ làm sao có hy vọng thắng đinh khiếu trần mạo thư ngọc lắc đầu nguội nguội bọn họ chỉ đi theo không hề suy xét khả năng sẽ thắng cả đám quay về chuẩn bị rồi lên đường đi doanh địa thương nguyệt quân tuy họ chỉ là góp mặt đủ số nhưng ba đội khác thì không. Họ lựa chọn người rất kỹ, đây là đại biểu thương Nguyệt Thành xuất chiến, ba gia tộc lớn cực kỳ chú trọng, phải cố gắng giành được thành tích tốt. Một mặt nào đó đây là bày ra thực lực một thành lớn, rất quan trọng. Ba ngày sau sẽ tỉ thí, thừa dịp này đội quân dự bị của Lăng Hàn đụng trận mới mải gương. Trước kia bắt đầu đánh bọn họ luôn ôm lòng may mắn. Nhưng mới có ba ngày làm sao cho bọn họ ma hợp thành một nắm đấm duy nhất. Không nói cái khác, mâu thuẫn giữa Lăng Hàn và Đinh Khiếu Trần không cách nào sinh ra ăn ý. Ba ngày sau, cả đám vẻ mặt thất vọng vào lều, coi như đi cho biết vậy. Bốn đội rút thăm quyết định đối thủ, nhóm Lăng Hàn do Đồ Khang làm đại biểu, kết quả cuối cùng là Thanh Long đấu với Chu Tước, Bạch Hổ đấu với quân dự bị. Xem kết quả này, Đinh Gia và Bạch Hổ quân đều cười, coi như đã chọn xong. Trừ phi Thanh Long quân và Chu Tước quân có giao dịch nào đó, không thì bọn họ mà liều mạng, dù đội nào thắng cũng sẽ thắng thảm đụng phải bạch hổ quân chỉ có nước thua. Kiều tỷ thí này sẽ không kinh động đại nhân vật nhưng có ba vị phó thống lĩnh xuất hiện. Cường giả chạm trần cảnh của đinh gia là đinh hổ, gã liếc qua lăng hàn, mắt lóe tia sát khí. Đường đường là lão tổ chạm trần mà không làm gì được một đại thánh nho nhỏ. Hư, không làm chết tiểu tử này thì gã còn mặt mũi nào. chương 1815, chiêu hàng. Bắt đầu đi, bốn đội lên sân, mỗi đội có 10 người. Quy tắc rất đơn giản, đánh hội đồng đánh tới khi nào một bên gục ngã hết toàn đội đinh khiếu trần nói ngay chúng ta nhận thua đi đối thủ là đội nhà mình thì đinh khiếu trần hy vọng bạch hổ quân thắng càng nhẹ nhàng càng tốt đinh khiếu trần thốt ra lời này lập tức bị đồng bạn xem thường có ai giống ngươi không phản đồ thật ra đinh khiếu trần bị cố ý điều vào đội quân dự bị đã định trước không thể thắng cũng là có nhiệm vụ nếu bọn họ rút chúng bạch hổ quân làm đối thủ thì đinh khiếu trần sẽ khuyên nhủ mọi người từ bỏ chiến đấu tiết kiệm sức cho bạch hổ quân nhưng nếu không giúp chúng Bạch Hổ Quân thì sao? Phát óc tìm hết cách xúi mọi người vực dậy sĩ khí, cố gắng gây rắc rối cho đối thủ để Bạch Hổ Quân có cơ hội thắng. Tuy quân dự bị đã định trước sẽ thua, nhưng dù sao là người nổi bật được chọn, đủ sức gây chút rắc rối cho quân chính quy. Lăng Hàn khinh miệt liếc Đinh Khiếu Trần, "Không muốn chiến thì cút sang bên, đừng ở đây vướng chân vướng tay, ảnh hưởng quân tâm. Nếu ở trên chiến trường thì ta đã chặt đầu ngươi." Đinh Khiếu Trần trợn trắng mắt với Lăng Hàn, nhưng không cãi lại. Đinh Khiếu Trần đã nếm mùi đau khổ trong tay Lăng Hàn, biết tên này chẳng những có thực lực trấn áp gã mà hắn cũng dám hành động, nên gã không dám tự chuốc lấy khổ. Đinh Khiếu Trần phất lờ Lăng Hàn, nói với người khác: "Ta làm vậy cũng vì tốt cho các ngươi, lên sân chiến đấu khó tránh khỏi bị thương, dù gì chúng ta thua chắc, cần chi làm khó bản thân? Ta có một ít tinh thạch, không biết các vị có hứng thú không?" Công khai đút lót, nghe Đinh Khiếu Trần nói thế có mấy đội trưởng dao động, một số người thì không như mạo thư ngọc, nàng sắp tức điên. Vệ ba, tần hận ngọc, là hân dương thờ ơ, không biết vì ngại mấy khối tinh thạch quá ít hay bọn họ cương trực công chính. Cút, lăng hàn quát một tiếng niếc tai làm đinh khiếu trần mặt trắng bệch, miệng mũi chảy máu. Mười người bạch hổ quân bao vây lại, đám cặn quân dự bị, các người tự đầu hàng hay để chúng ta đánh đến kêu phụ gọi mẫu. Bọn họ đều là người nổi bật trong quân đội, kẹt ở đỉnh Thánh Vương vô số năm, tu ra số lượng ngôi sao khó mà tưởng tượng một người nhìn hướng Đinh Khiếu Trần. Khiếu Trần, có sao không? Đinh Khiếu Trần lau mặt, nói, nhị thập thất thúc, ta ổn. Nhưng trên mặt Đinh Khiếu Trần tràn đầy giật mình, bị tiếng quát của Lăng Hàn làm chảy máu miệng mũi vậy hai người khác biệt bao lớn. Đinh Khiếu Trần cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ bù đắp tranh lệch, nhưng giờ xem ra khoảng cách như hai ngôi sao trên bầu trời, xa không thể với tới. Người được Đinh Khiếu Trần gọi là nhị thập thất thúc cũng là tộc nhân Đinh Gia, tên Đinh Tầm, đã tu ra hơn 200 ức ngôi sao, lĩnh ngộ cảnh giới tuy còn kẹt ở đỉnh thánh vương nhưng lực lượng thì nhiên áp thiên phú võ đạo của đinh tầm không cao bằng đinh khiếu trần chẳng qua sinh sớm hơn mấy ức năm nên sức chiến đấu mới cao hơn gã đinh khiếu trần là đời tiếp theo được gia tộc chú trọng bồi dưỡng có khả năng là lão tổ trảm trần nhất của đinh gia tuyệt đối không thể bị gì được thanh niên này quá to gan dám bị thương đinh khiếu trần đinh tầm lạnh lùng nói đánh thẳng tay Bạch Hổ quân lệ thuộc Đinh Gia nên Đinh Tầm tất nhiên là thủ lĩnh của đội đại biểu này, dù sức chiến đấu của gã chưa chắc mạnh nhất. Những người khác không có gì không phục, vì tham gia vào Bạch Hổ quân tức là người của Đinh Gia, nói thẳng ra là chó săn. 10 người đội Bạch Hổ bao vây, bọn họ có bộ kỹ pháp hợp kích liên hợp lực lượng 10 người khác, khiến sức chiến đấu của mỗi người tăng cao ít nhất gấp 3 lần. Cực kỳ đáng sợ, bọn họ vốn là người nổi bật đỉnh Thánh Vương Trăm dặm mới tìm được một, tăng sức chiến đấu lên gấp 3 lần thì mạnh mẽ đến mức nào mấy người đấu trí không cao lập tức giơ tay đầu hàng. Đinh Khiếu Trần không làm vậy, gã giả bộ chiến đấu. Đội Bạch Hổ không ai tấn công Đinh Khiếu Trần, hoàn toàn là diễn kịch. La Hân Dương mạnh mẽ công kích, hừ, La Hân Dương có phải giáp đen bảo vệ, lực phòng ngự siêu mạnh, vừa làm tấm thuẫn vừa làm mũi mâu cho đội đâm vào đội Bạch Hổ, muốn phá hỏng trận hình của đối phương. Nếu không thì mỗi người tăng sức chiến đấu gấp 3 lần làm sao đánh đây. Tần hận Ngọc thi triển lực lượng hắc ám, nhưng môn tiên thuật của nàng không phân địch ta bị thương luôn người của mình ai nấy vội né tránh vệ ba lắc người như đã tàng hình chớp mắt một cái gã tiến thêm mấy trượng kiếm quang phun ra như rắn độc phát động một kích sấm sét chỉ có lăng hàn là khoanh tay đứng vững như cột đồng xoẹt 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 có sáu thanh chiến mâu đâm tới toàn là nhị thập giai thần thiết rèn ra mũi mâu lóe sáng toát ra khí lạnh kinh người lăng hàn đấm một cú đinh 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 đinh, đinh. Lăng Hàn dùng thân xác cứng đối cứng với mớ chiến mâu. Hỏa hoa rực rỡ bắn tung, mỗi cú đấm của Lăng Hàn nổ nát một mũi chiến mâu, sau sáu cú đấm thì sáu thanh chiến mâu thành sáu cây gậy sắt. Cái này, các quân sĩ thương nguyệt quân xem cuộc chiến cảm giác ớn lạnh. Khí lực cái quỷ gì vậy? Sợ chết mất, tay không cứng rắn đỡ thần khí đỉnh cấp, thần khí bị đập nát. Không không không, đây không đơn giản là khí lực mạnh mẽ mà là sức chiến đấu mạnh đến không thể tưởng tượng. Nếu không tối đa chỉ có thể bảo đảm mình không bị thương. Quái vật, tuyệt đối quái vật, trên đài cao, lão tổ Trảm Trần Long, đoạn ra mở mắt ra cùng nhìn Lăng Hàn. Bọn họ có tai mắt trong quân dự bị, 10 giáo quan thuộc ba gia tộc lớn nên có nghe báo cáo lần này trong quân dự bị ra một thiên tài tư chất tam tinh dưới. Hai gia tộc lớn đã chuẩn bị phương án chiêu lãm, thậm chí việc mạo đại điều đinh hổ đi có bọn họ trợ giúp một tay. Không thì bọn họ khống chế Thương Nguyệt Quân, dù mạo đại muốn chấp hành mệnh lệnh này cũng sẽ không thực hiện mau vậy nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy lăng hàn phát huy mới biết bọn họ đánh giá thấp thiên phú của hắn phương án ban đầu đã phế người trẻ tuổi này đáng giá bọn họ trả nhiều cái giá hơn ha ha đinh ra buồn cười thật không đi nịnh vương giả trẻ tuổi này ngược lại tích cực đẩy về phía đối lập ngu không ai bằng cũng tốt vì có đồng ngu đinh ra nên lúc bọn họ tranh giành lăng hàn bớt một đối thủ nhưng còn phải đề phòng đinh ra hại người dù sao sáng thế cảnh rất yếu ớt nếu lão tổ chảm trần muốn thì có một vạn cách xuống tay chương 1816, tiểu nhân ám toán. Trong xa trường, 10 người đội bạch hổ bị thực lực đáng sợ của Lăng Hàn làm hết hồn, đây thật sự là một tân binh sao. Bọn họ có vài người đã đại biểu thương Nguyệt Thành tham gia Hắc Nguyệt Thành tỉ thí, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng có lẽ thiên kiêu trẻ tuổi của Hắc Nguyệt Giáo mới có sức chiến đấu như thế. Ánh mắt đinh tầm độc ác nháy mắt với đinh khiếu trần, đối phương gật đầu ngay. Đinh khiếu trần còn có nhiệm vụ thứ hai, lỡ như không khuyên được thì làm nội ứng, ám tiễn tổn thương người ta là đồng đội của ngươi, ngươi sẽ để phòng ta sao? Đinh khiếu trần nhìn chằm chằm lưng lăng hàn, ánh mắt âm lạnh. Người này làm gã mất hết mặt mũi, phải trừ khử không thì sẽ thành cái gai trong lòng gã, lúc chạm trần càng là chí mạng, chẳng những ảnh hưởng gã đột phá thậm chí đại đạo bị đánh thương. Đột phá vốn là chuyện vô cùng nguy hiểm, đạo tâm không ổn thì sao độ qua. Giờ mọi người đang kịch chiến, lăng hàn đâu có ngờ đồng đội chĩa mũi giáo vào mình. Về sau tính sổ, ngại quá, đây là hỗn chiến, hơn nữa chúng ta ma hợp không được vài ngày, phối hợp không ăn ý là bình thường. Cùng lắm Đinh Khiếu Trần nhận chút xử phạt nhưng sẽ không bị gì, có Đinh ra nhúng tay thì chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành không có. Đinh Khiếu Trần đâu cố ý, đúng không? Đinh Khiếu Trần lấy lục mộc đao ra, sát khí sôi trào. Ảo ảnh cây ăn thịt người hiện ra, đây là hồn thể, uy lực không nhỏ chút nào. Đinh Khiếu Trần dốc hết sức đẩy uy lực thân đao lên đến lớn nhất thì bỗng ra tay chém vào một thành viên đội bạch hổ, người kia đã hiểu ý liền nhảy hướng lăng hàn thế là đao của đinh khiếu trần quang minh chính đại chém vào lưng lăng hàn khi kiếm quang sắp đến gần người lăng hàn thì đinh khiếu trần mới hét to một tiếng cẩn thận cẩn thận cái đầu ngươi thanh long chu tước quân thấy cảnh đó suýt chửi thề các ngươi diễn kịch giả qua đao kia rõ ràng là chém vào lăng hàn còn giả bộ la cẩn thận xem người khác là con khỉ bị rắt mũi sao khoảng cách gần sát như vậy làm sao lăng hàn né thoát không ai thấy khóe môi lăng hàn cong lên lạnh lùng Đinh Khiếu Trần làm phản đã nằm trong dự đoán của Lăng Hàn, không thì tham gia tỉ thí như vậy chẳng được chút lợi lộc gì còn bị thua thảm, Đinh Khiếu Trần góp mặt làm gì. Thực lực hiện tại của Lăng Hàn rất mạnh, dù trước đó hắn không đoán ra cũng không sao. Đừng thấy Lăng Hàn một trọi bảy hứng hết hỏa lực của đội Bạch Hổ, thật ra hắn đánh nhàn nhã, chưa phát huy hết sức chiến đấu. Vèo, đao chém tới, đao phong chưa đến hồn cây đã cuốn người Lăng Hàn, muốn xâm nhập thân thể cắn nuốt hồn nếu thần hồn của lăng hàn bị cướp mất thì tuyệt đối không né thoát đao tới sau thần khí đỉnh cấp có thánh vương nào chịu nổi ngươi dùng nắm đấm đánh nát thần khí có lẽ vì vận chuyển công pháp nào đó bảo vệ nắm tay nhưng nếu thần hồn bị cướp thì làm sao vận chuyển công pháp khóe môi đinh khiếu trần cong lên nụ cười báo thù thành công đao chém chúng thì lăng hàn không chết cũng sẽ bị tổn hại nặng đao chém tới nơi lăng hàn đột nhiên xoay người thò tay chộp lục mộc đao vào tay hắn nhếch mép trào phúng lăng hàn đẩy tiếng xương gãy răng rắc vang lên, hai xương tay của Đinh Khiếu Trần nát vụn, không thể cản nổi sức mạnh to lớn của Lăng Hàn. Biểu tình của Đinh Khiếu Trần rất đặc sắc, chẳng những tràn ngập thống khổ xen lẫn ngạc nhiên, gã cho rằng chuyện như vậy tuyệt đối không nên xảy ra. Vậy mà vẫn không hạ gục được, bộp, lục mộc đao đập tới, chui đao độn đập vào ngực Đinh Khiếu Trần, lại có tiếng xương gãy. Làn da thánh vương phòng ngự như sắt vụn, chui đao xuyên thủng thịt cắm vào ngực, thủng cái lỗ máu to mắt lăng hàn lóe tia hung ác nhưng không thêm một đòn thản nhiên nói hại người rồi sẽ hại mình không sợ làm chuyện thẹn với lòng nhiều nửa đêm quỷ gõ cửa sao bịch đinh khiếu trần ngồi bệch dưới đất mồ hôi lạnh ròng ròng mặt trắng như tờ giấy tim đinh khiếu trần bị lục mộc đao đánh nát thần huyết tuôn ồ ạt căn nguyên bị hư hao nhiều ảnh hưởng thời gian gã đột phá chảm trần nếu lăng hàn đám thêm một cú thì đinh khiếu trần không phải bị thương mà đã chết đinh hổ đứng bật dậy định đánh lăng hàn hung đồ to gan lão tổ trảm trần cảnh của long gia long thành nhân lạnh nhạt nói vỗ trưởng chặn lại đường công kích của đinh hổ đinh hổ huynh cần gì tức giận vậy lão tổ trảm trần của đoàn gia đoàn vân đứng dậy khoanh tay trước ngực cười nói đây là tỷ võ khó tránh khỏi có thương vong hơn nữa chỉ bị thương nhẹ thương nhẹ tim bị đánh nát mà bảo là thương nhẹ trái tim có ý nghĩ gì với võ giả nơi lưu trữ tinh huyết tại sao có câu nói máu trong tim lý do là đây trái tim bị đánh nát thì tinh huyết chảy sạch tổn hại nặng căn nguyên. Mặt đinh hổ xanh mét, nhưng hai lão tổ chảm trần đã tỏ rõ nếu ngươi ra tay là ta cho ngươi biết mùi, gã đành dần cơn giận xuống. Nếu chỉ có một người thì đinh hổ không ngán, nhưng hai lão tổ chảm trần thì... Ha ha, đinh hổ lại ngồi xuống, mi mắt rũ xuống. Nếu ánh mắt có thể giết người thì sáng thế cảnh nào bị đinh hổ liếc mắt qua sẽ thành thịt vụn. Những người khác xôn xao, không ngờ sẽ có biến chuyển hài vậy, cứ tưởng lần này lăng hàn không chết cũng sẽ bị tổn hại nặng nhưng trước mắt người bị thương nặng là Đinh Khiếu Trần. Lăng Hàn đá chân, bị thương thì ngoan ngoãn lan sang bên nghỉ ngơi đi. Bốp, Đinh Khiếu Trần bị đá ra ngoài như trái banh lăn lông lốc hơn 10 vòng mới ngừng lại. Đinh Khiếu Trần tội nghiệp vốn đã bị thương nặng, thêm cú này vừa xấu hổ vừa đau, há mồm hộc máu, ngất xỉu. Lăng Hàn nhìn người người đội bạch hổ sợ ngây người, mỉm cười hỏi. Sao khách sáo vậy, không đánh nữa, khách sáo cái con khỉ, ai thèm khách sáo với ngươi, đây là bị hù sợ biết chưa, Ngươi thật sự là thánh vương sao? Ngươi thật sự là lính mới? Sao cảm giác dũng mãnh còn hơn lính giả gấp mấy trăm lần? Thừa dịp bọn họ ngây người nhóm mạo thư ngọc, vệ ba tấn công. Bum 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 bùm, chớp mắt ba người gục, còn lại bảy người không còn can đảm, lăng hàn đứng đó thì ai dám lên. Đội bạch hổ nhận thua, trận chiến đấu này vốn bị cho rằng không có gì bất ngờ, hoàn toàn nghiêng về một bên. Sự thật đúng là vậy, hoàn toàn nghiêng về một phía, nhưng hai bên thắng thua thì trao đổi vị trí quân dự bị đánh thắng quân chính quy. Mọi người nhìn Lăng Hàn chăm chú, là nam nhân này một tay sáng tạo kỳ tích. Đinh Hổ sắc mặt âm trầm, hai nắm tay siết chặt, chán nổi gân xanh, siết tay kêu răng rắc. Trong khoảnh khắc này sát ý của Đinh Hổ dành cho Lăng Hàn đã dâng cao đến tột độ. chương 1817, chiến với đội Thanh Long. Mạo Thư Ngọc gieo lên, chúng ta thắng, trong nhóm thì tính cách Mạo Thư Ngọc nóng bỏng hoạt bát nhất, không như đám vệ ba bình tĩnh cố kiềm chế nhưng chiến thắng ngoài ý muốn cũng khiến nhóm vệ ba nở nụ cười. Mấy đội viên lúc trước chưa đánh đã la đầu hàng thì vẻ mặt xấu hổ rồi mừng như điên, chỉ cần có lăng hàn thần dũng thì dư sức đại biểu thương Nguyệt Thành xuất chiến. Miễn có thể đại biểu thương Nguyệt Thành xuất chiến sẽ được thưởng 100 khối tinh thạch, nếu giành được thứ hạng cao thì sẽ được một khối chuẩn tiên kim nhất tinh. Có hy vọng, thật sự có hy vọng, bọn họ tỉ thí với đội Bạch Hổ chấm dứt quá mau, đội Thanh Long, đội Chu Tước còn đang đánh túi bụi. Hai đội rằng có rất kịch liệt, chưa chú ý chuyện khác. Có lẽ có người liếc thấy chiến đấu bên này đã kết thúc, mà cũng bình thường, quân dự bị sao đánh lại đội bạch hổ được. Đám người lăng hàn xuống nghỉ ngơi, chờ đội thanh long, chủ tước cho ra người thắng. Trận chiến đấu lực lượng ngang ngửa, hai bên đều rất mạnh. Đám mạo thương ngọc xem thường khẽ kêu, chiến đấu rất đặc sắc. Lăng hàn thì chán chết, trừ phi thực lực ngang ngửa hắn nếu không chiến đấu cấp thánh vương hoàn toàn không gợi lên hứng thú của hắn. Đánh một ngày một đêm chiến đấu chấm dứt, Người thắng là đội Thanh Long. Đội Thanh Long có thể thắng một bậc vì bọn họ có một đội trưởng thực lực cường đại, Đoàn Quân, thiên tài của Đoàn gia. Khác với Đinh Khiếu Trần vì tán gái mới vào quân doanh, Đoàn Quân là kẻ cuồng võ đạo bẩm sinh, yêu thích chiến đấu. Đoàn Quân tham gia Thương Nguyệt Quân mới 30 vạn năm nhưng trải qua các trận chiến lớn nhỏ không dưới 300 vạn, tương đương với mỗi tháng đi ra ngoài đánh một trận, tần suất cao kinh người. Đây là con đường tu luyện phù hợp với Đoàn Quân nhất. 30 vạn năm ngắn ngủi gã đã hoàn thành chuyển biến từ chim non quân dự bị đến đội trưởng Thanh Long quân, được gọi là đệ nhất cao thủ của Thanh Long quân, người có khả năng đột phá chạm trần nhất đoàn gia. Sức chiến đấu của đoàn quân cao hơn người khác một bậc, nhưng vì tác chiến đoàn đội, thực lực cá thể không quá quan trọng hơn đội Thanh Long phải khổ chiến mới chiếm lấy chiến thắng. Kiểu như lăng hàn cường đại đến vượt qua trình độ thánh vương vốn có, thực lực cá nhân có thể nghiền áp đoàn đội. Khi đội Thanh Long biết đối thủ tiếp theo là quân dự bị thì biểu tình rất hài sao có thể như vậy bọn họ hỏi kỹ tình hình chiến đấu sinh ra cảnh giác mãnh liệt với lăng hàn sức một người mà xoay chuyển chiến cuộc quá đáng sợ thanh long quân nghỉ ngơi một lát sau trận chiến cuối cùng bắt đầu mấy người khác chỉ là cặn hạ gục tiểu tử tên lăng hàn là được đoàn quân lớn tiếng nói tuy chúng ta rất mệt mỏi tuy sức chiến đấu của chúng ta không phải trạng thái tốt nhất nhưng chúng ta cắn chặt răng cố gắng lên chiến thắng ngay trước mắt chín đội viên hết khẩu hiệu thanh long thanh long bách chiến bách thắng. Đoàn quân dẫn dắt 10 người nghinh đón, đám người mạo thư ngọc tự động theo sau lăng hàn, chỉ có đinh khiếu trần vì bị thương quá nặng không thể tham gia chiến đấu nữa. Bọn họ chỉ còn trận thế 9 người, đoàn quân vừa vào hình thức chiến đấu liền điên cuồng, giết, mắt đoàn quân đỏ ngầu, chiến ý biến thành thực chất, gã sông lên, tay hô dìu chiến to lớn chém xuống đầu lăng hàn. 9 đội viên theo sau đoàn quân rót lực lượng vào trong cơ thể gã, hơi giống lực lượng quốc gia, nhưng tiên vực không có loại này, trước giờ không có đại giáo nào có thể sử dụng quốc lực. Vì sau khi thành tựu trảm trần là chặt đứt với thế tục, sao có thể dùng lực lượng phàm nhân? Quân lực biến đoàn quân trở nên cực mạnh, người tỏa ánh sáng vàng, gã như chiến thần vô địch một nhát chém xuống. Lăng Hàn vươn một ngón tay ra điểm vào diều chiến, hình ảnh chậm lại, mọi người thấy rõ diều chiến giáng xuống, ngón tay giơ lên, hai bên va chạm. Hình ảnh chậm chuyển sang đông lại, không phải tựa như mà thật sự tĩnh lặng, ngón tay Lăng Hàn chặn lại diều chiến, chỉ một ngón tay mà như tiên kim tuyên cổ vĩnh tồn, không mục không giữa. Đoàn quân thở hồng hộc gầm lên, thúc đẩy lực lượng đến tột độ, diều chiến rung nhẹ, thân diều mở ra một con mắt nhìn lăng hàn. Cái nhìn này giống như tử thần chăm chú nhìn khiến tim lăng hàn giật thót, hắn không nhúc nhích được. Đoàn quân ném diều chiến đấm vào mặt lăng hàn, muốn thừa dịp hiếm có này giải quyết hắn. Vì để diều chiến, mở mắt, chín đồng đội rót lực cho gã cả người mềm nhũn té ngã dưới đất, mất sức chiến đấu nhóm mạo thư ngọc gầm lên cùng tấn công, chỉ cần ngăn đoàn quân lại thì bọn họ thắng chắc, nhưng ngược lại nếu đoàn quân thành công, không có lăng hàn chấn giữ thì dù bọn họ có 8 người cũng sẽ bị gã giải quyết. Nhưng bọn họ đến kịp không, mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, ra tay nhằm vào lăng hàn, tuy hắn là mục tiêu chủ công nhưng bọn họ bị diều chiến ảnh hưởng ra tay chậm dây lát. Cao thủ đánh nhau sai một giây là chết, đoàn quân đấm tới, nhưng lăng hàn mỉm cười với gã. Ui, trong phút chốc đoàn quân dựng đứng lông tơ toàn thân, lúc này thần hồn của Lăng hàn nên bị chấn nhiếp hoàn toàn thần hồn đã như chết thì một ngón tay cũng không thể nhúc nhích mới đúng không có linh hồn thì thân thể chỉ là cái xác rỗng nhưng lang hàn cười với đoàn quân mợ thật quỷ dị nhưng bây giờ đoàn quân có thể dừng tay không chỉ có một lần cơ hội đoàn quân cắn răng nắm tay vẫn giáng xuống lang hàn ra tay tuy diều chiến mở mắt làm hắn bị ảnh hưởng một chút nhưng thật ra rất nhỏ bé chỉ trong khoảnh khắc liền phục hồi lại Lăng Hàn tùy ý vươn tay, hai ngón tay kẹp lại cổ tay đoàn quân làm đối phương không thể đấm tới gần nửa. Mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, đại chiêu bị Lăng Hàn nhẹ nhàng hóa giải. Thực lực của tiểu tử này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Công kích của đám người Mạo Thư Ngọc lúc này mới đánh tới. Bùm 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 bùm, tất cả rơi vào người đoàn quân, đánh gã bay ra ngoài. Nhưng đoàn quân cực kỳ mạnh, bị tám người cùng đánh chúng mà gã vẫn đứng lên dược, khóe môi chảy máu, có vẻ rất yếu. Dù vậy đủ làm người ta rung động, hèn gì đoàn quân có thể trở thành đệ nhất nhân thanh long quân, chỉ nhằm vào điểm này không có người thứ hai làm được. Không tính lăng hàn, hắn đã vượt xa tầng này. Đoàn quân cười to bảo, ha 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 ha, lợi hại. Đoàn quân vừa cười vừa ho ra máu nhưng gã không quan tâm, không nhục khi bị thua. Đoàn quân hỏi Lăng Hàn, ngươi tên gì, Lăng Hàn, đoàn quân thì thào, Lăng Hàn, đoàn quân lớn tiếng nói, tốt, ta nhớ kỹ ngươi, có rảnh cùng nhau uống rượu, Cùng tán gái đi. Chương 1818, lập kế hoạch, cái tên này đúng là không biết làm bộ làm tịch là gì. Lăng Hàn gật đầu nói, có thể uống rượu nhưng tán gái thì miễn. Ha ha ha, chỉ uống rượu có gì vui? Đoàn Quân khinh thường nói, có phải ngươi thiếu sức hấp dẫn, không có cô nương chủ động đến với ngươi nên xấu hổ. Yên tâm đi theo quân ca ta đây bao người có gái thích. Đoàn Văn hắng giọng, người thua thì thua đi còn công khai hẹn người uống rượu cua gái, ra bộ dáng gì? Nhưng cũng tốt, tình bạn của nam nhân là bắt đầu từ uống rượu cua gái. Lang Hàn đáng giá chiêu lãm, năng lực kết bạn của Đoàn Quân rất đáng tin. Tỷ thí kết thúc, quân dự bị giết ra theo cách không ai ngờ tới, được hạng nhất, có cơ hội tham gia đại tái Hắc Nguyệt thành, có tư cách so đấu với thiên kiêu của hơn 200 thành. Quá bất ngờ, vốn đưa quân dự bị vào chỉ để cân bằng, cho công bằng một chút, ai ngờ năm nay quân dự bị mạnh mẽ như thế. Đúng hơn là vì một người mà quân dự bị giành hạng nhất ba gia tộc lớn thảo luận quay quanh Lăng Hàn, Long, đoàn gia đương nhiên chuẩn bị điều kiện kinh người muốn lôi kéo Lăng Hàn vào trận doanh của mình. Đinh gia thì tranh cãi kịch liệt, thảo luận sách lược chèn ép hay thu mua Lăng Hàn. Cuối cùng sách lược chèn ép chiếm ưu thế, vì Đinh gia và Lăng Hàn đã căng thẳng, dù lôi kéo cũng không có sức cạnh tranh bằng đoàn, Long gia. Chẳng bằng bóp chết hạt giống này, mọi người khỏi giành nhau nữa. Người nhìn xem, mạo đại xuất hiện đã ảnh hưởng cân bằng của ba nhà, dù gã tham gia vào nhà nào cũng sẽ khiến thực lực của gia tộc đó nổi bật, vì mạo đại rất có khả năng trở thành lão tổ tứ trảm. Không chút nghi ngờ miễn lăng hàn lớn lên sẽ là mạo đại thứ hai, thậm chí mạnh hơn nữa. Tưởng tượng có ngày đó tới là Đinh gia thấy lo sợ. Đinh hổ cực lực chủ trương đối địch với lăng hàn, các người đừng quên mạo đại còn một nữ nhi chưa gả. Đinh hổ bình tĩnh nói, mấy ngày trước mạo đại tự mình ra lệnh điều bổn tỏa ra khỏi dự bị doanh, còn tự mình triệu kiến tên tiểu tử kia. Đinh Cương cùng là lão tổ nhất Trảm Kinh kêu, "Ui, ý ngươi là Mạo Đại cũng nhìn chúng tiểu tử này, có ý muốn gả nữ nhi cho hắn." Các đại nhân vật nhìn nhau, thấy thận trọng trên mặt mỗi người. Mạo Đại là tư chất Tam tinh dưới, không tới mấy ức năm sẽ bước chân vào tứ Trảm. Ác tử kia cũng có tư chất Tam tinh dưới, bổn tọa nghi ngờ hắn chưa dốc hết sức, tư chất thật sự còn cao hơn nữa. Khi đó Mạo gia xuất hiện hai lão tổ tứ Trảm thì cách cục sẽ sửa đổi. Mạnh như đinh gia chỉ có một lão tổ tứ Trảm đó là Đinh Diệu Long. Trong lịch sử Đinh gia lục tục xuất hiện mấy vị lão tổ tứ chảm nhưng đều không bước qua ải phân hồn, cuối cùng bị thiên nhân chi ách làm cho chết giữa đường. Trong tiên vực thời gian vô cùng quý giá, dù ngươi có thọ nguyên vô tận nhưng nếu không thể tiến bộ tu vi hoài sẽ bị thiên địa thu lại. Đinh Diệu Long lên tiếng, Mạo Đại có một đồ đệ, khá thích tiểu cô nương của Mạo Đại. Đinh Hồ cung kính hỏi, ý của lão tổ là tìm cách khiến đồ đệ của Mạo Đại và tiểu cô nương Mạo ra kết thành phu thê vậy thì lăng hàn không thể kết thành đồng minh không gì phá nổi với mạo đại đinh diệu long mỉm cười nói không tìm cách làm lăng hàn và tiểu cô nương mạo ra thành chuyện tốt a à, các đại nhân vật nhìn nhau không hiểu bọn họ sợ mạo đại và lăng hàn liên kết với nhau hai tư chất tam tinh dưới cộng lại có thể nghịch thiên bốp 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 có người vỗ tay cười phá lên cao cao quá lão tổ đi nước cờ này quá cao siêu các đại nhân vật nhìn người đó người vuốt mông ngựa cũng đừng ghê tởm vậy đi Người đó giải thích rằng, quan trọng nhất là đồ đệ của Mạo Đại tên Trương Sung rất thích tiểu cô nương Mạo gia. Nếu chúng ta khiến ác tử Lăng Hàn ô nhục tiểu cô nương Mạo gia, các ngươi nói Trương Sung sẽ làm gì? Có người trả lời ngay, đương nhiên là giết tiểu tử đó. Ha ha, vậy chẳng phải là tạo thành Mạo Đại cùng Lăng Hàn đấu tranh nội bộ. Dù cho Mạo Đại cảm thấy gạo trắng đã nấu thành cơm, thôi thì sai rồi sai luôn, nhưng Trương Sung sẽ nhẫn nhịn sao? nghe nói trương sung rất có thể đi chạm trần uyên rồi bước vào chạm trần gã giết lang hàn chỉ một ngón tay là xong đám đại nhân vật cười phá lên cái này gọi là một mũi tên trúng hai chim ha, ha 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 còn về việc mạo thương ngọc bị tổn thương bao nhiêu trong chuyện này thì bọn họ không thèm quan tâm ở trong mắt họ chỉ có ích lợi vì ích lợi có thể hy sinh cả tộc nhân của mình huống chi là người ngoài chờ trương sung chạm trần rồi chấp hành kế hoạch này để bảo đảm không sai sót gì lang hàn mãnh liệt yêu cầu nữ hoàng đành cùng hắn bị hắc nguyệt thành. Không mang theo nàng sao được, Lang Hàn và Đinh Gia đã là nước lửa khó hòa, hắn mà đi lỡ Đinh Gia làm hại nữ hoàng thì sao? Ở trước mặt lão tổ trảm trần dù nữ hoàng thiên tài cỡ nào cũng không có sức chống cự. Lăng Hàn không muốn xảy ra chuyện khiến hắn hối hận suốt đời, dù khiến nữ hoàng biến thành đào binh hắn cũng phải mang nàng vào hắc tháp. May mắn đại thống lĩnh của thương nguyệt quân là mạo đại, tuy quyền lực rỗng tuyết nhưng còn chút mặt mũi. Quả nhiên đoàn quân kéo Lăng Hàn đi uống rượu, Mời mười người mấy mỹ nhân yểu điệu trong mấy gia tộc nhỏ trong thành. Các nàng rất là phóng khoáng, thấy lăng hàn, đoàn quân liền kêu hàn ca, quân ca, bộ dáng nếu lang có ý thì thiếp có tình. Hành vi đoàn quân phóng đáng, trái ôm phải ấm sờ soạc, nhưng có chừng mực không giao lưu sâu với những nữ nhân này, làm các kiểu tiểu thư rất là ai oán. Lăng Hàn trực tiếp lạnh lùng ngăn cách, nói thật dù hắn háo sắc nhưng có tuyệt sắc như nữ hoàng làm sao vừa mắt xong chi tục phấn nữa. Con người đoàn quân không tệ, rất là hào sảng, Nói chuyện không cong quấn, rất hợp khẩu vị của Lăng Hàn, hai người trò chuyện vui vẻ, uống rượu sướng miệng. Chuẩn bị 10 ngày sau 10 người quân dự bị xuất phát, đi theo Long Cao Phi dẫn dắt đến Hắc Nguyệt Thành. Bọn họ cưỡi trên chiếc thuyền lớn, nếu đi bằng hai chân sẽ mất thời gian rất lâu, trong tiên vực chút tốc độ của sáng thế cảnh không đáng gì. Thuyền lớn quá khổng lồ, dài vạn trượng, rộng mấy ngàn trượng, nếu dựng thẳng sẽ là ngọn núi nguy nga. Nhưng đặt trong sông lớn bằng Đại Dương thì không chút bắt mắt. Sóng to đánh tới thân thuyền chấn động, lực lượng đó làm Lăng Hàn biến sắc mặt, có thể gây ra uy hiếp cho thần cốt của hắn. chương 1819, Hắc Nguyệt Thành, sóng to đập thân thuyền, mỗi lần đều khiến thuyền lắc lư dữ dội. Đám mạo thư ngọc, vệ ba đều là sáng thế cảnh đại viên mãn vẫn thấy choáng váng muốn nôn. Lăng Hàn, nữ hoàng còn đỡ, đóng cửa lại núp vào hắc tháp, mặc ngươi sóng lớn hay không. Một người khác rú rú trong nhà là Đinh Khiếu Trần. Đinh Khiếu Trần chẳng những liên tục thua Lăng Hàn, còn bị vạch mặt, gã còn mặt mũi nào với mọi người. Nhưng Đinh Khiếu Trần rất mặt dày, bám theo đội vì đây là cơ hội của gã. Hắc Nguyệt Thành, thành lớn nhị tinh, đừng thấy nhị tinh, nhất tinh chỉ kém một bậc, tiên vương và thăng nguyên cũng kém một bậc nhưng sự thật thì chênh lệch bao lớn. Trong Hắc Nguyệt Thành lỡ gặp cường giả phân hồn cảnh, người ta vừa mắt muốn thu gã làm nữ tế hay đồ đệ thì sao? Thế thì gã sẽ bay lên mây, về mặt lý luận thành tựu cao nhất của Đinh Khiếu Trần chỉ là tam trảm, nhưng nếu cường giả phân hồn cảnh chịu hết sức trợ giúp thì khả năng gã trở thành tứ chảm rất lớn. Cách biệt một chảm là khác cả trăm ức năm thọ nguyên. Có thể chịu đựng thiên nhân chi ách nhiều lần, nên dù đinh khiếu trần bị mọi người tẩy chay vẫn không chịu buông bỏ cơ hội này. Thuyền lớn lướt đi rất nhanh, bằng tốc độ lăng hàn dốc hết sức. Nếu không ngừng giữa đường, khoảng một tháng là đến Hắc Nguyệt Thành. Nhưng chiếc thuyền lớn này không phải chuyên môn chở đoàn người lăng hàn mà có nhiệm vụ vận chuyển. Đi tới thành thị tiếp theo sẽ có nhiều hàng hóa được đưa lên thuyền, nhiều hàng hóa bị dỡ xuống thuyền rồi đi thành phố kế tiếp. Cứ đi rồi ngừng, chặng đường sẽ mất 2 tháng. Lăng Hàn ở dưới luân hồi thụ tiếp tục tham ngộ pháp tắc. Trong tiên vực linh khí dồi dào vô cùng, ít nhất trước tiên cấp có thể bảo đảm tốc độ tiến bộ của võ giả cao kinh người. Đương nhiên với điều kiện là lĩnh ngộ quy tắc theo kịp không thì hoàn cảnh tu luyện tốt mấy cũng như không. Có luân hồi thụ trợ giúp tương đương với Lăng Hàn được cắm thêm cánh. Vào tiên vực mới mấy ngày Lăng Hàn đã đến đỉnh Đại Thánh, chỉ cần tích lũy nguyên lực lắng động cảm mộ là hắn sẽ trùng kích Thánh Vương. Khi đó Lăng Hàn tự tin Thánh Tử, Thánh Nữ của Đại Giáo gì miễn cùng đẳng cấp là hắn nghiền áp hết. Lăng Hàn còn uống dịch lôi kiếp, lĩnh ngộ lôi hệ quy tắc hóa thành thần thông của mình. Đương nhiên Lăng Hàn có chờ chút ít cho nhóm nữ hoàng. Vì khí lực nên người khác vào chảm trần rồi mới dùng được, Lăng Hàn định chỉ cho nữ hoàng, vũ hoàng uống. Vì thiên phú võ đạo của hai người xuất sắc, đưa cho người khác tham nhiều thì thâm ngược lại liên lụy cảnh giới chỉ tổ uổng phí lăng hàn sâu thêm lĩnh ngộ với diệt thế lôi đình lực lượng hủy diệt càng lúc càng khủng bố nhưng điện thiểm không tiến bộ gì chỉ thêm một môn thần thông lăng hàn gọi nó là liệt quang cầu lăng hàn có thể đánh ra lôi cầu thứ nhất tùy ý khống chế nó nổ sinh ra sức phá hoại đáng sợ công kích tất cả mục tiêu kinh khủng nhưng không cách nào phân chia địch ta bởi vì đây là công kích chỉ đánh ra ngoài nếu sử dụng chiêu này cần tích lũy lôi hệ quy tắc xung quanh xúc tích thời gian càng lâu uy lực càng lớn, nhưng không thể vượt qua giới hạn cao nhất không thì chưa ném ra đã tự mình nổ. Tiến độ của nữ hoàng mau hơn lăng hàn, nhưng bị kẹt lại bình chướng cảnh giới thánh vương một chút, phỏng chừng nàng sẽ đột phá trước hắn nhưng không nhanh hơn bao nhiêu ngày. Hai tháng sau, thuyền lớn bình an đến Hắc Nguyệt Thành. Lăng Hàn đứng ở đầu thuyền nhìn thành lớn rộng lớn hùng vĩ trước mặt, hắn giật mình vì tòa thành bay lơ lửng. Nhìn sao cũng là một hành tinh lớn, có các tinh thể nhỏ vần quanh nhưng xem kỹ thì không phải tinh thể nhỏ mà là các khối thiên thạch lớn như đảo nổi mỗi khối thiên thạch xây dựng kiến trúc cao lớn đồ sộ hắc nguyệt thành ở trên dưới đất có một tòa thành lớn kinh người bằng thương nguyệt thành nhưng nhỏ hơn hắc nguyệt thành đến tội đây là phó thành của hắc nguyệt thành bình thường thương đội hay khách qua lại phải đưa ra xin trong phó thành được cho qua mới đi con đường chuyên môn vào chủ thành trực tiếp bay lên không xin phép vậy chờ bị oanh sát thành vụn đi vào phó thành không có nhiều quy định ở khách điếm phải trả tiền ăn cơm trả tiền, cái gì cũng cần tiền, tiền đây không phải tiền bạc mà là tinh thạch. Bọn họ tìm khách điếm ở lại, dù bọn họ đại biểu thương Nguyệt Thành đến tham gia đánh nhau vẫn phải viết báo cáo xin vào thành, qua nhiều tầng duyệt, ít nhất mất khoảng 10 ngày. Đã đến rồi thì đi dạo thử, đừng nhìn nơi này chỉ là một phó thành nhưng ăn, chơi cao hơn thương Nguyệt Thành mấy đẳng cấp. Ví dụ người trả giá được thì thịt tiên thú cũng có thể ăn. Lang Hàn rất muốn thử thịt tiên thú nhưng biết giá rồi hắn bỏ cuộc. Hai vạn tinh thạch một mâm, trong mâm chỉ có 7, 8 miếng thịt mỏng cỡ trang giấy. Nghe nói ăn thịt tiên thú có thể tăng lực tích lũy thăng nguyên rất nhiều, thậm chí được mảnh nhỏ đại đạo tiên cấp, trợ giúp cảm ngộ quy tắc. Đây là thứ tốt, nhưng giá quá mắc, có mấy người ăn nổi. Lão tổ nhất trảm như Long Cao Phi nếu không có khoản thu nhập thêm thì mỗi năm chỉ được trăm khối tinh thạch, muốn ăn một bữa thịt tiên thú phải chờ 200 năm. Thôi, sau này có tiền sẽ đến ăn. Lăng Hàn, nữ hoàng định đi thì sau lưng vang lên giọng nói tràn ngập xấu xa. A à tiểu nương tử vóc dáng thật quyến rũ, đó là người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, tháo mạng che mặt xuống, nếu ra nhìn vừa lòng thì mời nàng ăn thịt tiên thú cũng được. Nữ hoàng liếc gã, lắc ngón tay ý là cút đi, lười nói chuyện với ngươi. Ngón tay nữ hoàng thuôn dài, năm ngón như thông xuân rất quyến rũ. Người trẻ tuổi nhìn đăm đăm, vươn tay sờ tay nữ hoàng. Tiểu nương tay cho ra sờ tay đi, thuật sờ xương của da rất chính xác. Nữ hoàng nhíu mày nhấn tay, bùm, lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, người trẻ tuổi thành quả cầu lăn ra sau đụng ngã nhiều bức tường mới ngừng lại tứ chi rũ xuống đã xíu lăng hàn mỉm cười nói đi đến chỗ khác đi dạo hai người không thèm để bụng chuyện này chắc người trẻ tuổi không phải tử đệ hào môn gì ở hắc nguyệt thành không thì đã chẳng chạy tới phó thành khả năng lớn nhất là đi theo trưởng bối tham gia đại hội tỷ võ hắc nguyệt thành lăng hàn nữ hoàng đi dạo trong phó thành tìm hiểu một số tư liệu liên quan hắc nguyệt thành